thần y trở lại, Ngô Bình. Thấy thế, Liễu Duyên tức giận nói, to gan thật. Ông ta bay đến một tay túm lấy người đàn ông anh Tuấn trên võ đài, kẻ kia chỉ cười nhạo, không hề sợ hãi gì. Lúc này tiếng đàn văng vẳng phát ra từ trong tiên cung, tiếng đàn đó như có thực thể biến thành một thanh đao đâm vào trên tay Liễu Duyên. Liễu Duyên hừ một tiếng, cơ thể lắc sang một bên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngô Bình nhíu mày hỏi, rất khó đối phó. Liễu Duyên khẽ thở ra, người ra tay chắc là hóa thân của một vị thần tiên, bản lĩnh rất tuyệt diệu, tôi không phải là đối thủ. Sắc mặt La Đạo Nhất rất khó coi nói, không ngờ mấy thế lực ở tiên giới này lại như thế. Ngô Bình cười mỉa, Lăng Tiên Các có một tiên tướng là người của chúng nên tình hình hôm nay cũng không lạ gì. Sau đó anh nhìn La Đạo Nhất, viện trưởng, những người đứng sau lưng ông có thể ra mặt lúc này không? Sắc mặt La Đạo Nhất rất khó coi, thật ra bây giờ ông ta không nắm chắc, chỉ đành thở dài nói, tôi không dám đảm bảo, cậu phải đề phòng cho trường hợp xấu nhất. Ngô Bình hừ, dựa trời dựa đất, không bằng dựa vào bản thân. Anh lập tức liên lạc với sư huynh Long Quân, với tình hình hiện giờ, nếu anh không có chỗ dựa vững chắc thì đám người này sẽ không thèm nói lý với anh. Long Quân hỏi, sư đệ, có việc gì thế? Ngô Bình, sư huynh có thể đến hạ giới một chuyến không? Sau đó anh kể ngắn gọn tình hình. Nghe xong, Long Quân cười nhạo, một đám hề, sư đệ đừng sợ, lập tức đến ngay. Ngô Bình vẫn không yên tâm lắm, lại bảo Vô Song liên lạc với Cửu Vĩ Thiên Hồ, Vô Song đang ở gần đó, cô ấy là Thiên Hồ hóa thân thành, có thể giao lưu trực tiếp với Thiên Hồ. Nửa phút sau, Vô Song đi đến thấp giọng nói, đến ngay. Ngô Bình khẽ cười, cũng chọn một võ đài rồi bay lên. Lúc này, có đám mây đỏ bay đến từ phía tây, một ông lão ngồi trong đám mây đỏ, không phải tu sĩ cũng không phải đạo sĩ, quần áo rách dưới, cổ đeo đầu lâu màu trắng. Bên cạnh ông lão là một thanh niên, ông ta nói, đồ đệ, đi đi. Thanh niên mặc áo dài màu xanh ngọc, cậu ta gật đầu đáp xuống võ đài của Ngô Bình, lạnh lùng nói, cút xuống. Ngô Bình nhìn đám mây đỏ, khí thức của ông lão này rất quen thuộc, anh nhớ lúc Thiên Chủ Thanh Tuyết biến rồng, từng có người ra tay phá hoại. Một khí tức trong đó là của ông ta. Anh hừ một tiếng, cậu quỳ xuống, sau đó tự đánh mình 100 cái, tôi sẽ không giết cậu. Thanh niên bỗng nổi giận, phía sau xuất hiện một cái động cực lớn, tu vi của cậu ta là địa tiên động thiên. Sức mạnh động thiên cuồn cuộn đi vào người cậu ta. Lúc này thanh niên lạnh lùng nói, địa tiên thuần dương mà cũng dám lớn lối với tôi. Chết đi. Cậu ta tung ra một quyền. Sức mạnh đáng sợ như muốn hủy diệt trời đất ngưng tụ thành một quyền ảnh đánh về phía Ngô Bình. Cú đánh này quá bá đạo khiến người ta không kịp né, thế nhưng anh lại không sợ, cũng bay lên không trung tung ra một quyền ảnh đánh lại đối phương. Hai đòn tấn công va chạm, sức mạnh của thanh niên bỗng chuyển hướng, đánh vào sức mạnh của Ngô Bình, đây chính là đạo lý tuyệt đối của cậu ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh niên không kịp trở tay bị hợp lực đánh văng ra. Cậu ta kêu lên thảm thiết, văng ra xa mấy trăm mét. Ông lão trên đám mây đỏ vốn dĩ rất bình tĩnh nhưng lúc nãy cũng biến sắc, tức giận nói, tên nhóc kia, dám làm đồ đệ của ta bị thương, chết đi. Ông dám. Một người đàn ông bỗng xé rách không gian đột ngột xuất hiện trên không trung võ đài. Khí tức người này cuồn cuộn, mặc bộ đồ màu đen, sát khí ngút trời. Anh ta vừa xuất hiện, ông lão trên đám mây đỏ biến sắc nói, cậu là ai? Người đàn ông nhìn như mới 20 tuổi nhưng khí chất cũng chín chắn giống 3-40 tuổi, anh ta cũng mặc kệ ông lão mà cười nói với Ngô Bình, sư đệ, anh không đến muộn chứ? Ngô Bình cười nói, sư huynh đến đúng lúc lắm, người này từng muốn hại chết bạn của đệ, xin sư huynh này tiêu diệt ông già này đi. Long Quân không chớp mắt nói, được, bắt nạt người của Tiên Điện Thiên Võ thì diệt cả gia tộc. Nói rồi anh ta tung ra một trường. Cũng không thấy động tĩnh gì khác nữa nhưng đám mây đỏ đó bị đánh tan, ông lão ẩn mình trong đó bị đánh đến mức mũi miệng đều phun ra nguyên thần. Bùa sáng xung quanh cũng liên tục chớp nháy, đòn tấn công của Long Quân khiến 12 lá bùa tiên hộ thể và 3 pháp bảo hộ thân của ông ta bị hỏng. Dù thế ông lão vẫn bị thương, ông ta hừ một tiếng, sắc mặt trở nên rất khó coi. Ngô Bình nhảy lên, đánh một quyền vào người thanh niên ở dưới đất. Thanh niên hoảng hốt nói, đừng giết tôi. Thế nhưng đã muộn rồi, đòn tấn công này của Ngô Bình còn chứa thêm cả sự tức giận, quyền ấn cực lớn đánh vào mặt đất khiến mặt đất xuất hiện một cái hố sâu có đường kính mười mấy mét,
sâu đến mấy mét. Đồ đệ ông lão khiêu chiến anh bị đánh thành máu, dính chặt vào dưới đất. Hai huynh đệ vừa ra tay đã khiến võ đài chấn động. Ông lão phát ra tiếng kêu kỳ quái, lấy ra một cái trống lớn chỉ có một mặt ra rồi gõ lên trên, người bỗng biến mất. Long Quân nói, ông nghĩ có thể chạy được sao, nói rồi anh ta cũng biến mất theo. Long Quân vừa đi, một luồng kiếm quang từ trên trời rơi xuống, mục tiêu chính là Ngô Bình, sau kiếm quang đó là một gương mặt người lạnh lùng. Hỗn xược. Phía sau Ngô Bình bỗng có thêm một người phụ nữ yêu kiều, chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ, cô ấy vung tay lên, kiếm quang đó bị loại sức mạnh khóa chặt tụ lại một chỗ, kiếm quang liều mạng vùng vẫy nhưng không thể dẫy ra được, cuối cùng trở thành một thứ hình tròn. Gương mặt người kia hiện lên vẻ kinh ngạc, tức giận nói, cô là ai, dám ngăn cản tôi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, một hóa thân thần tiên nhỏ bé mà cũng dám láo xược trước mặt tôi. Nhận mệnh đi. Cô ấy vung tay lên, kiếm quang ngút trời cực kỳ chói mắt như có thể đâm xuyên qua trời xanh, chém vỡ mặt đất. Kiếm quang đó chém về trước, mặt người bị bổ làm đôi, không trung vang lên tiếng kêu thảm thiết. Long Quân hơi ngạc nhiên, anh ta nhìn ra được Thiên Hồ này là thần tiên trăm kiếp, thực lực còn đáng sợ hơn chân tiên. La Đạo Nhất và Quảng Tuệ không khỏi chấn động, họ chẳng ngờ được phía sau Ngô Bình còn có cường giả siêu cấp như thế. Trời ạ, hóa ra Ngô Bình là người của Tiên Điện Thiên Võ. Tiên Điện Thiên Võ là thế lực siêu cấp ở tiên giới. Đúng thế, Điện Tu La, Ngọc Hư Cung gì đó đều không đáng nhắc đến trước thế lực lớn này. Long Quân, mời tới nói chuyện. Một người đàn ông mặc áo đạo này xanh xuất hiện, gật đầu với Long Quân. Nhìn thấy ông ta, Long Quân hơi bất ngờ, anh ta nói với Ngô Bình, sư đệ, anh đến đó xem sao. Ngô Bình, ừ. Sau khi Long Quân đi, Ngô Bình cười nói với Cửu Vĩ Thiên Hồ, tiền bối, cảm ơn đã giúp đỡ. Cửu Vĩ Thiên Hồ, đừng gọi tôi là tiền bối, nếu không chê thì cứ gọi tôi là Thanh Hàm là được. Thanh Hàm là tên của Cửu Vĩ Thiên Hồ, đã rất lâu rồi không ai gọi cô ấy như thế. Ngô Bình cười nói, hay là tôi gọi cô là chị nhé. Thiên Hồ Thanh Hàm rất vui, cười nói, được chứ, vậy thì tôi sẽ gọi cậu là em. Hai người đã nhận chị em với nhau, Liễu Duyên khẽ cười bước đến, ông ta cúi chào Thanh Hàm rồi nói với Ngô Bình, tôi nói này, không ngờ chỗ dựa của cậu lại vững chắc như thế. Ha ha, sau này đại ca có thể đi khắp nơi, gặp ai mà đánh không lại thì nói tên của cậu ra. Ngô Bình, đại ca, nhiều thế lực xem trọng đại hội võ lâm như thế, tôi thấy tình hình không đơn giản. Thanh Hàm nói, chị cũng nghe được vài tin đồn. Ngô Bình, chị nói đi. Thanh Hàm, Đại Thiên Tôn đã có ý chỉ, lần này ai có thể trở thành chí tôn võ lâm của hạ giới thì được phong làm tiên hầu, trở thành tiên hầu không chỉ nhận được bổng lộc mà sau khi thăng cấp thiên tiên thì có thể đến thẳng Đại Thiên Tôn nhận thái ấp, trở thành chư hầu một phương của tiên giới. Ngô Bình rất bất ngờ, chỉ một chí tôn võ lâm thôi mà tại sao Đại Thiên Tôn lại xem trọng như thế? Thanh Hàm, nghe nói bảng thiên kiêu mới xuất hiện một thiên kiêu tuyệt thế, đứng thứ 7 bảng nhân vương, thứ 17 bảng nguyên thần. Chắc chắn là thiên tài hàng đầu rồi. Ngô Bình nói, Đại Thiên Tôn làm thế có liên quan gì đến hắn? Thanh Hàm gật đầu, thiên kiêu đó có khả năng đang ở hạ giới. Đại Thiên Tôn làm thế chắc là để tìm ra thiên kiêu đó, sau đó thu nhận hắn. Ngô Bình thầm tính quẻ, nhìn thấy tượng quẻ, anh sửng sốt lẩm bẩm, nếu mình trở thành chí tôn võ lâm thì sẽ có tai họa nguy hại đến gia tộc. Suy xét một lúc, anh bình tĩnh nhảy xuống khỏi võ đài. Hành động này của anh khiến mọi người cực kỳ khó hiểu, thầm nghĩ chuyện gì vậy, lẽ nào không đánh nữa? Đến một nơi yên tĩnh, La Đạo Nhất vội hỏi, thầy Ngô, sao lại xuống đài vậy? Ngô Bình đanh mặt đáp, đột nhiên tôi không có hứng thú với võ lâm chí tôn nữa. Mọi người đều kinh ngạc, không có hứng thú ư. Đang trò chuyện, Long Quân đáp xuống trước mặt họ, cất tiếng hỏi, sư đệ, các nhà đang thương lượng, mọi người sẽ cạnh tranh công bằng, không ai có thể quấy nhiễu. Ngô Bình đáp, sư huynh, em quyết định không tham gia tranh đoạt võ lâm chí tôn nữa. Tuy Long Quân bất ngờ, song đây chỉ là ngôi võ lâm chí tôn còn con của hạ giới, anh ta cũng chẳng quan tâm, bèn gật đầu cũng tốt. Ngô Bình cười hỏi, hiếm khi sư huynh mới ghé thăm, đến nhà em ngồi một lát nhé. Long Quân đáp, sư đệ, anh đang làm một chuyện rất quan trọng, không thể phân tâm quá lâu. Tạm thời anh phải quay về, hôm nào rảnh rỗi sẽ đến thăm cậu. Ngô Bình bảo, vâng,
vậy em không giữ sư huynh nữa. Long Quân nói đi là đi, Ngô Bình cũng không có hứng thú làm khán giả, bèn chào tạm biệt đám người Quang Tuệ. Tuy mọi người không hiểu lý do nhưng cũng không tiện nhiều lời, dù sao thì việc tranh đoạt võ lâm chí tôn là quyết định cá nhân của Ngô Bình. Ngô Bình mời Thanh Hàm đến phủ Tử Long gần đó. Vừa đến nơi, Viên Khắc Hiếu đã gọi điện cho anh. Vì sao thầy Ngô lại từ bỏ võ lâm chí tôn? Với thực lực của cậu thì có hy vọng rất lớn. Ngô Bình đáp, chuyện đã phát triển vượt quá tầm kiểm soát của các ông. Nước trong đó sâu lắm, tôi không muốn tham gia. Viên Khắc Hiếu còn định thuyết phục thì anh đã nói tiếp, thôi được rồi, chuyện võ lâm chí tôn dừng tại đây nhé. Sau khi cúp máy, Thanh Hàm nói cậu có thể tìm Cát Chánh Hung, cách này, cũng chỉ có thiên tiên mới làm được. Ngô Bình cười khổ, không ngờ một ngôi võ lâm chí tôn còn con lại dính líu đến nhiều thế lực như vậy. Thanh Hàm đáp, cậu có tư chất thiên kiêu, cách tốt nhất là phát triển trong thầm lặng. Linh khí vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, với thực lực của cậu, thừa sức tung hoành hạ giới. Ngô Bình cười nói, chị nói đúng, danh tiếng lẫy lừng đến mấy cũng chẳng bằng âm thầm phát triển, tránh bị ganh ghét. Đoạn, anh hỏi, linh khí chưa khôi phục thì chị cũng chưa thể phát huy hết năng lực đúng không? Thanh Hàm trả lời, đương nhiên, ta vẫn luôn kìm hãm sức mạnh. Ngô Bình bày tỏ, nói vậy thì đến khi linh khí khôi phục hoàn toàn, sẽ có rất nhiều kẻ mạnh xuất hiện. Thanh Hàm đáp, ừ, tất nhiên rồi. Đến lúc ấy, cậu phải biết bảo vệ bản thân, tìm một cây cao bóng cả. Hai người trò chuyện một lúc, Thanh Hàm mới nói lời tạm biệt, ta phải đến tiên giới rồi. Ngô Bình hỏi, chị muốn đến chỗ nào của tiên giới vậy? Thanh Hàm bảo, tiên giới có một tiên vực dành cho chúng yêu phi thăng. Ta định dừng chân ở đó. Nếu sau này cậu muốn đến tiên giới, có thể liên lạc với ta. Ngô Bình gật đầu, với năng lực của chị, chắc chắn sẽ là kẻ mạnh một phương ở tiên giới. Thanh Hàm nói, dù sao thần tiên cũng chẳng bằng chân tiên. May mà bị trấn áp nhiều năm nay, ta đã lĩnh hội được chân lý diệu kỳ của chân tiên, có thể đột phá trong vòng từ 3 đến 5 năm. Ngô Bình và Thanh Hàm tán gẫu đến khuya, anh đã nghe Thanh Hàm kể rất nhiều chuyện thời tiên quốc. Trời hửng sáng, Vô Song xuất hiện, Thanh Hàm bảo, ta để Vô Song lại cho cậu. Dứt lời, Thanh Hàm vẫy tay một cái, cắt đứt mọi liên hệ giữa mình và Vô Song. Vô Song ngẩn ra một lúc, nét mặt rất phức tạp. Thanh Hàm nói, Vô Song, từ nay trở đi, cô là cô, ta là ta. Cô chỉ cần hứa với ta một chuyện, ấy là phải bảo vệ Ngô Bình. Vô Song gật đầu, yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, anh ấy sẽ không gặp bất kỳ chuyện gì. Ngô Bình nhìn sang cô ấy, Vô Song, tuy cô có thể chất thiên tiên nhưng cảnh giới lại không cao. Hay là tôi giúp cô nâng cao tu vi nhé? Thật ra Vô Song không có tu vi gì cả, cô ấy mạnh như vậy nhờ có thể chất thiên tiên thôi. Tôi làm được sao? Vô Song không tự tin cho lắm. Dù sao trước đây cô ấy cũng chỉ là một hóa thân của Thanh Hàm, không có quyền tự chủ, cũng chẳng cần phải tu hành. Ngô Bình đáp, dĩ nhiên là được. Cô có tư chất tốt nhất trong số những người tôi từng gặp đấy. Nào, chúng ta bắt đầu từ phương pháp hít thở nhé. Vô Song vào trạng thái rất nhanh. Không thể không nói, thể chất thiên tiên đúng là khủng khiếp. Cô ấy mới thử một lần là đột phá lên thẳng cảnh giới nhân vương rồi. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng ngưng tụ nguyên thần, trải qua thuần dương, thần biến, hóa thân, linh biến. Cảm thấy Vô Song đột phá quá nhanh. Ngô Bình bèn bảo cô ấy tạm dừng ở cảnh giới linh biến để ổn định tu vi trước. Tối hôm ấy, anh đưa Vô Song về học viện võ đạo rồi tiếp tục biên soạn tài liệu dạy học. Sáng hôm sau có người ghé thăm, đó là một nhân vật nhỏ bé đến từ Thục Sơn kiếm phái ban đầu, tên là Vương Tiến. Cậu ta đến đây theo lệnh của Trần Đạo Huyền. Vương Tiến nói, đại sư huynh, rốt cuộc em cũng tìm được anh rồi. Ngô Bình đỡ cậu ta dậy, sư đệ, có chuyện gì vậy? Vương Tiến đáp, đại sư huynh, Thục Sơn kiếm phái hiện đã chính thức đổi tên thành Thiên Địa Kiếm Tông, đang chiêu mộ đệ tử khắp Côn Luân. Ngô Bình hỏi, đệ tử Thục Sơn ban đầu đâu rồi? Vương Tiến trả lời, đệ tử Thục Sơn ban đầu còn phải trải qua một vòng sàng lọc, tư chất tốt sẽ được tiếp tục ở lại, không tốt thì bị đuổi về. Ngô Bình hỏi tiếp, các trưởng lão vẫn ổn chứ? Vương Tiến thở dài, không ổn ạ. Có điều Thiên Địa Kiếm Tông còn cần dùng đến họ nên hiện giờ vẫn khách sáo lắm. Nói đến đây, cậu ta mới bảo, ý của phong chủ là bảo đại sư huynh dùng một thân phận khác để gia nhập Thiên Địa Kiếm Tông.
với tư chất của đại sư huynh, chắc chắn sẽ nhanh chóng phát triển vượt bậc ở Thiên Địa Kiếm Tông. Ngô Bình sửng sốt, bảo anh gia nhập Thiên Địa Kiếm Tông. Vương Tiến gật đầu, phong chủ nói rằng Thiên Địa Kiếm Tông cực kỳ xem trọng lần chiêu mộ đệ tử này, ngay cả tông chủ cũng cử một hóa thân xuống phụ trách chuyện này đấy ạ. Ngô Bình cảm thấy rất lạ, chiêu mộ đệ tử thôi mà, có gì mà làm long trọng vậy? Vương Tiến đáp, nghe họ nói Thiên Địa Kiếm Tông cần một số đệ tử thiên tài, nguyên nhân cụ thể thì không rõ lắm. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, được, cậu về báo với cha nuôi anh rằng hôm nay anh sẽ đến Thiên Địa Kiếm Tông. Đợi thời cơ chín muồi, anh sẽ liên lạc với ông ấy. Vâng, em sẽ lập tức về báo cáo. Sau khi tiễn Vương Tiến, Ngô Bình bắt đầu suy nghĩ cách xử lý chuyện Thục Sơn Kiếm Phái. Thục Sơn Kiếm Phái bị chiếm, anh không thể bỏ mặc những cố nhân còn mắc kẹt bên trong, phải cứu họ ra. Anh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gia nhập Thiên Địa Kiếm Tông. Về tên tuổi, anh sẽ dùng họ mẹ kết hợp với tên mụ của mình Trương Tiểu Bình. Ngô Bình đưa tay bóp nắn mặt mình, lập tức biến thành một cậu trai thật thà mày rậm mắt to, nước da ngăm đen, trông khoảng 20 tuổi, cao 1m8, cười lên trông khá ngốc nghếch. Về thân phận, anh sẽ bảo mình là trẻ mồ côi, từ bé đã sống ở địa tiên giới, người ngoài cũng chẳng tra ra được, còn truyền thừa thì học được ở một động tiên. Sau khi thiết kế xong thân phận mới, anh thay một bộ quần áo phù hợp để mặc ở địa tiên giới rồi đi đến địa tiên giới. Lúc này, Thục Sơn Kiếm Phái đã đổi tên thành Thiên Địa Kiếm Tông. Trước cửa núi của Thiên Địa Kiếm Tông, một nhóm người đang trải qua buổi sàng lọc. Thật ra việc sàng lọc rất đơn giản, có tu vi sẽ được kiểm tra trước, không có tu vi thì đi sang một bên để làm một loại kiểm tra khác. Ngô Bình trông thấy một tấm biển lớn trên mặt đất, ghi rõ địa tiên, nhân tiên sẽ đến đăng ký ở những nơi khác nhau. Vì vậy, anh đi đến cửa chiêu mộ tu sĩ địa tiên. Một người đàn ông để rìa mép ngồi đó. Có một chiếc bàn đặt ngay phía trước. Người này còn không buồn ngẩng đầu, mỗi khi có người đi qua đều chỉ hỏi vài câu. Đến lượt Ngô Bình, người đó hỏi, tuổi tác. Ngô Bình đáp, 23. Cảnh giới. Cảnh giới thuần dương. Trước đây từng gia nhập môn phái khác chưa? Chưa, tôi tự mày mò tu luyện thôi. Người đàn ông rìa mép liền ngẩng đầu lên nhìn, mới 23 tuổi đã là địa tiên thuần dương, tư chất chắc chắn rất tốt. Quan sát Ngô Bình vài lần, người này mới hỏi, tại sao cậu muốn gia nhập Thiên Địa Kiếm Tông? Ngô Bình cười thật thà, tôi nghe nói Thiên Địa Kiếm Tông là môn phái hạng nhất, thế lực rất lớn. Từ bé tôi đã tự tu luyện, không có ai chỉ điểm. Tôi nghĩ, muốn trở thành kẻ mạnh thì phải gia nhập môn phái lớn như Thiên Địa Kiếm Tông. Người để rìa mép vô cùng hài lòng với đáp án này, tư chất của cậu hẳn là rất tốt. Cậu sang bên kia, họ sẽ kiểm tra và hỏi chi tiết hơn. Nếu không có vấn đề gì, cậu sẽ là đệ tử mới của Thiên Địa Kiếm Tông chúng tôi. Ngô Bình đáp, cảm ơn. Anh đi đến một nơi, đã có 7 người đứng đó. Có người ở cảnh giới nguyên thần, người thì cảnh giới thuần dương, cao nhất là địa tiên cảnh giới thần biển. Cảnh giới của địa tiên có 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu là linh biến, bao gồm 5 tầng cảnh giới nhỏ, nguyên thần, thuần dương, thần biến, hóa thân và linh biến. Bình thường, thần biến là một ngưỡng cửa mà rất nhiều người bị chặn lại, cả đời không thể đột phá. Tu sĩ cảnh giới thần biến nọ khinh bỉ nhìn đám người Ngô Bình bằng ánh mắt lạnh như băng. Trong 8 người, hắn có tu vi cao nhất, khó trách lại khinh thường người khác như vậy. Cảnh giới thần biến có câu nói 10 kẻ, hết 6 kẻ ngốc, nghĩa là sau thần biến, khoảng 60% tu sĩ sẽ phát điên hoặc trở nên ngốc nghếch, rủi ro rất cao. Là tu sĩ đã vượt qua ngưỡng thần biến. Quả thật hắn có lý do để kiêu ngạo. Xưng hô với anh thế nào đây? Một tu sĩ trắng trẻo thấp người cất tiếng chào hỏi Ngô Bình. Ngô Bình cười đáp, tôi tên Trương Tiểu Bình. Tu sĩ béo cười hiền lành, trùng hợp thật, tôi cũng họ Trương, tên Trương Trọng Lâu. Tên tu sĩ thần biến cao gầy, ngẩng cao một cái đầu, thấy Ngô Bình và Trương Trọng Lâu chào hỏi nhau bèn hừ giọng ấu trĩ. Ngô Bình hỏi, anh đang nói tôi à? Tu sĩ thần biến lạnh lùng trừng mắt với anh, đúng, tôi đang nói anh đấy. Ngô Bình cười hề hề, không sao, anh muốn nói thì cứ nói. Tu sĩ thần biến cười khẩy, cao ngạo ngoảnh mặt đi. Anh hỏi Trương Trọng Lâu, anh Trọng Lâu, nghe nói lát nữa sẽ tiến hành kiểm tra. Trương Trọng Lâu cười đáp, đúng vậy, bước đầu tiên là vấn tâm, để xác định chúng ta không nói dối. Họ cũng mở cửa tuyển người,
dễ có kẻ địch trà trộn, nên bước đầu tiên này rất quan trọng. Bước thứ hai mới là kiểm tra chính thức, kiểm tra nguyên thần rồi đến thể chất, cuối cùng là thực lực. Địa tiên như chúng ta thì không có vấn đề gì mấy đâu, chí ít cũng được là đệ tử ngoại môn. Ngô Bình hỏi, vấn tâm là gì vậy? Trương Trọng Lâu trả lời, nghe bảo là phải uống một loại thuốc, rồi họ tiến hành thôi miên sâu. Thế thì bất luận có bí mật gì cũng sẽ nói ra bằng hết. Ngô Bình thầm cảnh giác, nghĩ cách vượt qua ải này. Không bao lâu sau, một người đàn ông trung niên bước đến, đưa mắt nhìn bọn họ rồi bảo, đi theo tôi. Đám Ngô Bình theo chân người trung niên đi vào một ngôi viện, bên trong có vài đệ tử Thiên Địa Kiếm Tông. Chính giữa có một cái bàn, đặt sẵn 8 bát thuốc. Người trung niên bảo, các cậu uống thuốc trước đi. Ngô Bình quét mắt nhìn một cái là biết thuốc này sắc từ thứ gì. Thế là anh âm thầm lấy một ít dược liệu, đặt vào lòng bàn tay rồi bóp chặt, để dược lực trong dược liệu ngấm vào máu của mình. Dược lực này có thể vô hiệu hóa tác dụng thôi miên của bát thuốc sắc. 8 người lần lượt bước lên, mỗi người uống một bát. Uống thuốc xong, mí mắt 8 người đều chịu nặng, ánh mắt đờ đẫn. Tất nhiên Ngô Bình chỉ giả vờ thôi. Anh là người tỉnh táo duy nhất trong số 8 người. Một người phụ nữ bước ra, đi đến trước mặt từng người rồi thực hiện thôi miên, hỏi họ một số câu. Trước đó họ từng trả lời những câu này rồi. Nếu đáp án không đồng nhất, chứng tỏ người đó có vấn đề. Hỏi xong 8 người, người phụ nữ mới gật đầu với người đàn ông trung niên, không có vấn đề gì. Người đàn ông lại lấy ra 8 bát thuốc, bảo đám Ngô Bình uống tiếp. Uống hết bát thứ hai, bọn họ lần lượt tỉnh táo lại. Người trung niên mỉm cười, các cậu đều rất thành thật, tốt lắm. Tiếp theo, các cậu sẽ tham gia bài kiểm tra thứ ba. Họ đi đến một viện khác, trong viện có một số máy móc. Người đàn ông trung niên bảo, đầu tiên là kiểm tra phẩm chất nguyên thần. Các cậu chỉ cần đứng trước tấm gương cổ và giải phóng nguyên thần là được. Tu sĩ cảnh giới thần biến là người bước lên đầu tiên. Hắn cực kỳ tập trung, làm cử chỉ tay, miệng lẩm nhẩm niệm. Nửa phút sau, nguyên thần xuất hiện từ đỉnh đầu hắn. Nguyên thần của hắn to bằng nắm tay, nửa trong suốt, trông rụt rè, dường như không quen rời khỏi cơ thể hắn. Nhìn thấy nguyên thần của hắn, người trung niên khẽ cau mày. Tuy hắn đã là thần biến nhưng nguyên thần quá yếu, cao lắm chỉ là nguyên thần bậc 4. Quả nhiên, trên gương xuất hiện 3 chữ, bậc 4, hạ. Người trung niên xua tay, được rồi, người tiếp theo. Tu sĩ thần biến khom người trước ông ta rồi sải bước sang bên cạnh. Vẻ đắc ý trên mặt hắn đã tiêu tan, dù sao thì nguyên thần bậc 4 hạ cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Sau đó đến người thứ hai, thứ ba, nguyên thần của họ đều không mạnh, nhỏ thì to bằng quả hạch đào, to cũng chỉ cỡ nắm đấm. Trong số họ, người có phẩm chất nguyên thần tốt nhất là Trương Trọng Lâu bậc 3, hạ. Người trung niên càng lúc càng thất vọng, đến lượt Ngô Bình, ông ta bảo, đến cậu rồi. Ngô Bình là nguyên thần chí tôn, anh không muốn huênh hoang nên chỉ giải phóng hình chiếu của nguyên thần. Hình chiếu này có cường độ chỉ bằng 1% nguyên thần của anh. Dẫu vậy, nguyên thần của Ngô Bình vẫn rất mạnh, nguyên thần của anh cao hơn 5 mét, phù văn xung quanh lấp lánh tỏa sáng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều thất kinh, người đàn ông trung niên kinh ngạc đến mức suýt ngồi phịch xuống đất, nói ngay, mời tông chủ đến, nhanh lên. Có đệ tử vội vàng rời đi. Người trung niên vẫn sững sờ nhìn nguyên thần mà Ngô Bình vừa phóng ra, vẻ mặt phấn khích vô cùng. Ngô Bình cũng khá bất ngờ, nguyên thần chỉ có 1% cường độ này mà vẫn khủng khiếp như thế. Gương mặt rạng rỡ nụ cười, người trung niên hỏi anh, cậu tên Trương Tiểu Bình. Ngô Bình đáp, đúng vậy. Người trung niên gật đầu, tôi tên Lưu Dịch Phong, cậu có thể gọi tôi là Trưởng Lão Lưu. Ngô Bình nói, vâng, Trưởng Lão Lưu. Trông Ngô Bình chất phác thật thà, rất dễ mến. Trưởng lão Lưu gật đầu, nhìn chằm chằm vào tấm gương cổ. Một lúc lâu sau đó, gương cổ vẫn không có phản ứng gì. Anh thấy lạ, chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện, không rõ tuổi tác, vừa giống người hơn 30 tuổi lại vừa trông như độ 50. Người đàn ông áo trắng chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào nguyên thần của Ngô Bình. Bỗng dưng bật cười, không ngờ hạ giới lại có một thiên tài như vậy. Lời vừa dứt, gương cổ xuất hiện dòng chữ, nguyên thần cực phẩm loại 1. Lưu Dịch Phong há hốc mồm, đột ngột quỳ xuống đất, nói với người áo trắng, chúc mừng tông chủ. Là nguyên thần cực phẩm loại 1,
chứng tỏ nguyên thần của cậu ấy có không gian tiến bộ rất lớn. Đệ tử mới thu nạp, Trương Tiểu Bình, tiền đồ sáng lạn. Tông chủ cười ha ha, tuyệt. Ngô Bình thu nguyên thần lại, vội cất lời, kính chào tông chủ. Người đàn ông áo trắng mỉm cười, gật đầu, Trương Tiểu Bình, nguyên thần này là cậu tự ngưng tụ. Ngô Bình đáp, vâng, tông chủ, tôi từng vào một động tiên, bên trong có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Tôi may mắn nên đã thành công ngưng tụ nguyên thần ở đó. Người đàn ông áo trắng gật gù, đây là vận khí của cậu. Tốt lắm, cậu tiếp tục tham gia kiểm tra đi. Nhìn thấy cảnh này, đám người Trương Trọng Lâu đều ngưỡng mộ vô cùng. Tu sĩ thần biến kia càng thấy xấu hổ, cúi gằm mặt, không dám nhìn về phía Ngô Bình. Trước đó hắn khinh thường Ngô Bình, còn nói những lời xúc phạm anh, điều này khiến hắn hoảng sợ vô cùng. Lưu Dịch Phong không quan tâm những người khác nữa. Ông ta bảo Ngô Bình tiếp tục tham gia bài kiểm tra thứ hai, kiểm tra thể chất. Máy kiểm tra thể chất là một vật trông như cây khô. Khi Ngô Bình đứng trước nó lập tức thả ra vô số sợi tơ trong suốt, xuyên vào lỗ chân lông của anh. Ngay sau đó, một luồng năng lượng kỳ dị tràn vào cơ thể anh. Ngô Bình âm thầm điều động hỗn nguyên tiên lực, khiến năng lượng này chỉ có thể hoạt động trong một khu vực cụ thể và không thể lùng sục khắp cơ thể Ngô Bình. Người đàn ông áo trắng nói, tốt lắm, không cần làm bài kiểm tra thứ ba nữa. Trương Tiểu Bình, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là đệ tử ưu tú của Thiên Địa Kiếm Tông. Trưởng lão Lưu, người này do ông chọn được, chuyện của cậu ấy sẽ do ông phụ trách. Lưu Dịch Phong mừng rỡ đáp, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Người đàn ông áo trắng ném cho Ngô Bình một chiếc nhẫn, cười bảo Trương Tiểu Bình, chăm chỉ tu luyện vào. Bất kỳ tài nguyên nào của Thiên Địa Kiếm Tông cũng sẽ mở cho cậu. Trong nhẫn này có một số thứ do tôi để lại, xem như quà gặp mặt cho cậu. Ngô Bình chắp tay đáp, cảm ơn tông chủ. Người đàn ông áo trắng rất vui, cười ha ha rồi hóa thành một luồng sáng, rời khỏi hiện trường. Lưu Dịch Phong cười nói, sau này cậu đã là đệ tử ưu tú. Đây chính là thân phận vô cùng tôn quý. Cả Thiên Địa Kiếm Tông này chỉ có 23 đệ tử ưu tú, cậu là người thứ 24. Ngô Bình hỏi, trưởng lão, đệ tử ưu tú có đặc quyền gì không? Lưu Dịch Phong đáp, nếu là ở tổng bộ Thiên Địa Kiếm Tông, cậu có thể lựa chọn một khu vực để tu luyện và sinh hoạt. Diện tích khu vực rất lớn, bên trong có thành thị và thôn trấn. Thuế mà họ nộp đều thuộc về cậu, toàn bộ người trong khu vực phải gọi cậu là chủ nhân. Ngô Bình cười nói, thế có nghĩa tôi là địa chủ. Lưu Dịch Phong bảo, có thể hiểu như vậy, nhưng tạm thời cậu chỉ được tu luyện ở hạ giới, có thể chọn vài quả núi làm lãnh thổ riêng. Đồng thời, địa bàn của Thiên Địa Kiếm Tông chúng tôi ở địa tiên giới cũng có thể chia một phần cho cậu. Ngô Bình hỏi, trưởng lão, nếu tôi chọn một quả núi, vậy người sống trên núi phải xử lý thế nào? Lưu Dịch Phong nói, đương nhiên tất cả đều do cậu sai phái. Những người thuộc Thục Sơn Kiếm Phái ban đầu, chúng tôi sẽ không trọng dụng. Có thể trở thành tôi tớ của các đệ tử ưu tú là phúc của họ. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, trưởng lão, Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta tiến quân vào hạ giới, chắc hẳn cũng muốn mở rộng địa bàn nhỉ? Lưu Dịch Phong cười nói, tất nhiên rồi. Hai ngày trước, chúng tôi đã diệt sạch Vạn Ma Tông. Tiếp theo, chúng ta sẽ diệt trừ các môn phái khác, thống nhất địa tiên giới. Ngô Bình thầm kinh ngạc, giành lấy cả địa tiên giới ư? Lưu Dịch Phong nói, đến lúc ấy, linh khí khôi phục, không gian gặp sẽ thi nhau xuất hiện. Chúng ta đương nhiên phải chiếm thật nhiều địa bàn. Ngô Bình hỏi, trưởng lão, Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta xuống đây chiếm địa bàn, các thế lực khác hẳn cũng có hành động nhỉ? Lưu Dịch Phong cười bảo, đương nhiên, có điều Thiên Địa Kiếm Tông có chỗ dựa rất vững chắc. Được rồi, cậu đi theo tôi, chọn vài ngọn núi đi. Là đệ tử ưu tú duy nhất của Thiên Địa Kiếm Tông tại địa tiên giới, Ngô Bình có địa vị rất cao, ngay cả Lưu Dịch Phong cũng phải khách sáo với anh. Ngô Bình vờ đi một vòng, cười nói, tôi cảm thấy đỉnh Vô Tương, điện Trường Sinh, điện Thanh Liên đều rất tốt. Lưu Dịch Phong cười ha ha, cậu nói vậy chứng tỏ cậu vẫn chưa nhận thấy giá trị của mình. Nếu tôi đoán không nhầm, cậu ở giai đoạn nhân tiên, chắc là nhân vương nhỉ? Ngô Bình gật đầu, đúng thế. Lưu Dịch Phong nói, nên cậu có tương lai rất sáng lạn, chỉ cần Thiên Địa Kiếm Tông có thể bồi dưỡng cậu, chờ đến khi cậu trở thành thiên tiên, chắc chắn sẽ là kẻ mạnh siêu cấp và càn quét khắp tiên giới. Có cao thủ như cậu trấn giữ, ai dám khinh thường Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta? Hai người trò chuyện một hồi rồi đáp xuống đỉnh Vô Tương.
Lưu Dịch Phong cao giọng gọi, tất cả ra đây cho tôi. Người phụ trách đỉnh Vô Tương lập tức dẫn một nhóm người đến. Có thể nhận thấy Lưu Dịch Phong rất có địa vị ở Thiên Địa Kiếm Tông. Lưu Dịch Phong nói, vị này là Trương Tiểu Bình, đệ tử ưu tú mới của Thiên Địa Kiếm Tông. Từ nay trở đi, mọi người đều là thuộc hạ của cậu ấy, phải nghe lệnh cậu ấy. Vâng, tất cả đồng thanh. Sau đó, Lưu Dịch Phong lại đưa Ngô Bình đến Điện Trường Sinh và Điện Thanh Liên. Cuối cùng, Ngô Bình trở về đỉnh Vô Tương. Lưu Dịch Phong rời đi một lúc, Ngô Bình đã tìm thấy Trần Đạo Huyền. Lúc này Trần Đạo Huyền chỉ là một trưởng lão bình thường của đỉnh, vẫn phải nghe người khác sai xử. Anh âm thầm truyền tin, cha nuôi, con là Ngô Bình. Trần Đạo Huyền điềm tĩnh, lặng lẽ đáp, lúc con mới đến, ta đã biết đó là con rồi. Ngô Bình nói, con đang là chủ nhân của đỉnh Vô Tương, Điện Trường Sinh và Điện Thanh Liên. Sau đó con sẽ nắm giữ cả Thục Sơn Kiếm Phái, giải cứu mọi người. Trần Đạo Huyền thở dài, may mà có con, nếu không truyền thừa của Thục Sơn xem như đứt đoạn. Những người như chúng ta chắc chắn sẽ không được trọng dụng, sẽ lần lượt bị thanh trừ. Âm thầm giao lưu được vài câu, Trần Đạo Huyền bước lên nói, Trần Đạo Huyền kính chào cậu Trương. Vị trưởng lão quản lý đỉnh Vô Tương thấy Trần Đạo Huyền muốn kết thân với Ngô Bình, bèn sầm mặt, lạnh lùng nói, ông cũng có tư cách nói chuyện với chủ nhân sao? Lui xuống. Ngô Bình cười bảo, tôi không có vị thế cao đến thế đâu mà. Anh nhìn Trần Đạo Huyền vài cái rồi hỏi, ông có tu vi thế nào? Trần Đạo Huyền đáp, tôi là Âm Dương Tiên Quân. Ngô Bình bảo, tốt đấy, sau này ở lại làm việc bên cạnh tôi đi. Vị trưởng lão nọ ngẩn ra, tiến lên nói, thưa cậu, thuộc hạ là Phúc Hỷ, trước đó phụ trách quản lý đỉnh Vô Tương. Ngô Bình ừm một tiếng, Phúc Hỷ, tôi có việc cho ông đây. Ông xuống dưới, thống kê cho tôi dân số, thu nhập và tài nguyên ở địa bàn của tôi. Đây rõ là việc khổ sai. Phúc Hỷ không muốn làm nhưng không dám từ chối, đành ngoan ngoãn đáp vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Đẩy được Phúc Hỷ đi rồi, Ngô Bình tiện thể đưa Trần Đạo Huyền lên làm người quản lý của đỉnh Vô Tương. Có được quyền tự chủ, Trần Đạo Huyền có thể bổ nhiệm những thuộc hạ trước đó của mình, tương đương với việc khôi phục thân phận phong chủ. Đối với chuyện này, Thiên Địa Kiếm Tông sẽ không can dự. Bây giờ Ngô Bình là chủ nhân của nơi này, mọi thứ do anh quyết định. Dù anh có giết hết mọi người ở đây cũng chẳng sao. Không lâu sau đó, Lưu Dịch Phong quay lại. Ông ta cười bảo, chắc hẳn cậu đã có công pháp tu luyện rồi. Nhưng công pháp của Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta đến từ một bộ công pháp thiên phẩm đấy. Ngô Bình giật mình, công pháp thiên phẩm. Lưu Dịch Phong gật đầu, năm xưa, tổ sư sáng lập Thiên Địa Kiếm Tông tình cờ nhìn thấy Thiên Cực Kiếm Kinh và lĩnh hội được Thiên Địa Kiếm Quyết từ đó. Ngô Bình rất kinh ngạc, trưởng lão Lưu. Tôi nghe người của Thục Sơn Kiếm Phái ban đầu nói rằng công pháp của họ cũng có nguồn gốc là Thiên Cực Kiếm Kinh. Lưu Dịch Phong cười nói, sau này cậu cứ gọi tôi là ông Lưu. Ngừng lại một chút, ông ta nói tiếp, ban đầu có đến mấy nghìn tu sĩ nhìn thấy Thiên Cực Kiếm Kinh, có người có thu hoạch, có người chẳng thu hoạch được gì. Tổ sư sáng lập của chúng tôi là một trong những người có thu hoạch. Tất nhiên, vài người của Thục Sơn Kiếm Phái cũng lĩnh hội được một phần, nhưng thành tựu của họ không thể sánh bằng tổ sư. Ngô Bình hỏi, trong mấy nghìn tu sĩ ấy, có ai lĩnh hội được toàn bộ Thiên Cực Kiếm Kinh không? Lưu Dịch Phong xua tay, không thể nào. Công pháp thiên phẩm được thiên ý phù trợ, có linh tính, chỉ người có duyên mới có được nó. Khi ấy, tổ sư cũng chỉ lĩnh hội được khoảng một phần tư Thiên Cực Kiếm Kinh. Dừng một chút, ông ta nói tiếp, nhưng năm xưa có một kẻ mạnh đã lĩnh ngộ được một nửa Thiên Cực Kiếm Kinh, từ đó lập nên Cửu Thiên Kiếm Vực. Cửu Thiên Kiếm Quyết của Cửu Thiên Kiếm Vực là công pháp hạng nhất đế phẩm, lợi hại cực kỳ. Ngô Bình hỏi, không biết Thiên Cực Kiếm Kinh hoàn chỉnh là công pháp hạng mấy? Lưu Dịch Phong đáp, có thể là hạng nhất hoặc hạng hai. Ngô Bình nói, ông Lưu này, công pháp thiên phẩm khó đến thế ư. Ngay cả tổ sư cũng chỉ lĩnh hội được một phần tư. Lưu Dịch Phong bảo, một phần tư là đáng nể lắm rồi đấy. Công pháp thiên phẩm được phát triển từ thiên ý. Công pháp thiên phẩm hoàn chỉnh chỉ được một người tu luyện thành công. Ngô Bình giật mình, chỉ có một người tu luyện. Lưu Dịch Phong gật đầu, chính xác. Công pháp thiên phẩm có đặc điểm duy nhất. Ví dụ cậu đã tu luyện công pháp thiên phẩm nào đó, thì những người khác chỉ có thể tu luyện một phần thôi. Kỳ diệu hơn là, nếu có thể tu luyện công pháp thiên phẩm đến giai đoạn sau, tất cả tu sĩ tu luyện công pháp này đều sẽ trở thành một phần sức mạnh chiến đấu của cậu.
Ngô Bình không ngờ công pháp thiên phẩm lại thần kỳ như thế. Công pháp thiên phẩm trong thế gian chắc hẳn không có nhiều đâu nhỉ. Theo tôi được biết, số lượng thế lực sở hữu công pháp thiên phẩm hoàn chỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngô Bình bày tỏ, nói vậy, thiên địa kiếm quyết của chúng ta cũng là vương phẩm. Lưu Dịch Phong nói, đúng vậy, vương phẩm hạng nhất. Đừng xem thường công pháp vương phẩm nhé. Công pháp của môn phái hạng nhất bình thường cũng chỉ là thượng phẩm. Nếu sở hữu một bộ công pháp vương phẩm hạng 3, đã là sự tồn tại đỉnh cấp trong môn phái hạng nhất rồi. Nói đến đây, ông ta giao một ngọc bàn vào tay Ngô Bình, đây là vật mà tông chủ nhờ tôi giao cho cậu, bên trong là thiên địa kiếm quyết hoàn chỉnh. Tông chủ hy vọng cậu có thể nhanh chóng tu luyện. Ngô Bình gật đầu, tôi sẽ lĩnh hội nhanh nhất có thể. Lưu Dịch Phong nói được vài câu rồi rời đi, ông ta còn phải chủ trì việc chiêu mộ đệ tử mới. Đối phương vừa đi khỏi, Ngô Bình liền đến Điện Trường Sinh. Khá nhiều trưởng lão của Điện Trường Sinh bị giam ở Thiên Địa Kiếm Tông của tiên giới, nguyên nhân đương nhiên là họ biết luyện đan, thuộc dạng thiên tài hiếm có. Anh đi một vòng, gặp được Văn Thánh. Văn Thánh bị thương, đã mất cánh tay trái. Có điều anh không tiết lộ thân phận mà tìm lý do, đề bạt đối phương làm người quản lý của Điện Trường Sinh. Sau đó, anh lại đến Điện Thanh Liên. Điện chủ Điện Thanh Liên, Mộc Tâm Lan, đang bị phong ấn tu vi và giam ở sau núi. Điện Thanh Liên được một nhóm trưởng lão và nam đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông quản lý. Ngô Bình vừa đến đã thấy vài nữ đệ tử đang ôm mặt khóc ở chân núi. Anh hỏi, sao lại khóc vậy? Nhắc thấy Ngô Bình, các nữ đệ tử cả kinh, đồng loạt im bặt. Ngô Bình bảo, nói đi. Một nữ đệ tử đánh bạo hỏi, anh là ai? Ngô Bình đáp, tôi là Trương Tiểu Bình, đệ tử ưu tú. Từ nay trở đi, nơi này do tôi quản lý. Nữ đệ tử ấy nói, một vài chị em của chúng tôi bị các nam đệ tử làm nhục, có người nghĩ quẩn, tự sát rồi. Ngô Bình nổi giận, không ngờ còn có chuyện này. Anh tức tối quát, ai quản lý, cút ra đây cho tôi. Tiếng gọi này làm rung chuyển cả ngọn núi. Chỉ trong chốc lát, cả trăm bóng người đã ùa đến từ bốn phương tám hướng. Bọn họ thấy đệ tử ưu tú Trương Tiểu Bình đã xuất hiện, thì nhau tiến đến chào anh. Thưa cậu! Ngô Bình hỏi, ai là người quản lý? Một người đàn ông trung niên bước đến, tôi là Phục Thái, phụ trách việc ở đây. Ngô Bình bảo, tôi cho ông một canh giờ. Lôi tất cả những tên cặn bã đã làm nhục nữ đệ tử ra trước mặt tôi. Không làm được, tôi giết ông. Phục Thái hoảng hốt, vội vàng đáp vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Ngô Bình nói với một nữ đệ tử, đưa tôi đi gặp Lâm Thanh Giao. Nghe vậy, nữ đệ tử ấy bèn đáp, thưa cậu, sư tỷ không có mặt ở điện. Ngô Bình khó hiểu, không có mặt, đi đâu rồi? Nữ đệ tử ấy trả lời, ba vị sư tỷ thuộc, tứ Mỹ Thục Sơn, bị một người tên Vạn Hồng Uy bắt đi rồi. Ngô Bình lập tức gọi một người đến hỏi, Vạn Hồng Uy là ai? Người này vội trả lời, thưa cậu Vạn là em trai ruột của đệ tử ưu tú Vạn Hồng Khai, đệ tử thân truyền của Thiên Địa Kiếm Tông, có sư phụ là trưởng lão Đồng Hối Xuyên một trong 15 vị thượng trưởng lão của bản tông. Ngô Bình trầm giọng bảo, đưa tôi đi gặp Vạn Hồng Uy. Người này không dám nhiều lời, vội đáp, vâng. Thanh Mộc Cung, nơi ở cũ của Ngô Bình, nay đã bị Vạn Hồng Uy chiếm cứ. Lâm Thanh Giao, Phương Nhân, Hàn Băng của tứ Mỹ Thục Sơn cũng bị hắn đưa đến đây. Khi ở trên không, Ngô Bình đã nhìn thấy tình hình trong Thanh Mộc Cung. Đám người Lâm Thanh Giao bị giam ở phòng sau, ngoại trừ việc bị phong ấn tu vi thì không bị xâm phạm gì cả. Ngô Bình đáp xuống trước Thanh Mộc Cung, lập tức có người xông đến hỏi, anh là ai? Anh lạnh lùng nói, đệ tử ưu tú Trương Tiểu Bình. Tôi thích Thanh Mộc Cung này, các người lập tức dọn ra ngoài đi. Nghe thấy động tĩnh, một nam thanh niên sải bước ra ngoài, vừa thấy Ngô Bình liền chắp tay cười nói, chào sư huynh, em là Vạn Hồng Uy. Ngô Bình nói, ra là sư đệ, tôi nghe nói Thanh Mộc Cung này cũng không tồi nên đến xem thử. Vạn Hồng Uy đáp ngay, sư huynh, em đã ở đây một thời gian rồi. Ngô Bình bảo, tông chủ nói rằng tôi được thoải mái lựa chọn tài nguyên ở đây. Cậu không đi cũng chẳng sao, tôi sẽ đến hỏi tông chủ xem lời ông ấy nói có thật hay không. Sắc mặt Vạn Hồng Uy rất khó coi. Xét địa vị, hắn chẳng kém gì Ngô Bình, dù sao hắn cũng là em trai ruột của đệ tử ưu tú, sư phụ còn là thượng trưởng lão. Nhưng tông chủ nói một là một, hắn không dám chọc giận. Suy nghĩ vài giây,
Vạn Hồng Uy cười ha hả, chỉ là một thanh mộc cung thôi mà, sư huynh thích thì cứ dọn đến ở, em sẽ đi ngay. Ngô Bình đáp, không tiễn. Vạn Hồng Uy quét mắt nhìn đám tôi tớ, bọn họ định trở vào để đưa đám Lâm Thanh Giao theo. Ngô Bình lãnh đạm nói, toàn bộ người của Thanh Mộc Cung đều phải ở lại. Vạn Hồng Uy càng căm phẫn hơn, nhưng hắn là kẻ bụng dạ thâm sâu, ngoài miệng vẫn cười giả tạo, được, được. Hẹn gặp lại sau nhé, sư huynh. Bay ra một quãng xong, Vạn Hồng Uy gầm lên giận dữ, tên đáng chết. Cho rằng Vạn Hồng Uy này dễ bị bắt nạt sao? Không lâu nữa đâu, mày sẽ phải quỳ gối cầu xin tao. Sau khi đuổi Vạn Hồng Uy đi, Ngô Bình nhanh chóng đi vào căn phòng phía sau. Ba cô gái trông rất mệt mỏi, tu vi bị phong ấn. Họ ủ rũ ngồi bệt trên mặt đất, vẻ mặt buồn rầu. Phương Nhân nhìn Lâm Thanh Giao, nói, Thanh Giao, cô nói đại sư huynh sẽ tới cứu cô, sao anh ấy còn chưa xuất hiện? Lâm Thanh Giao gục đầu ủ rũ, có lẽ anh ấy đang tìm thời cơ thích hợp mà thôi. Còn một cô gái khác tên là Hàn Băng, cô gái này gương mặt lạnh lùng, nói, sư muội, không nên kỳ vọng quá nhiều vào đám đàn ông. Kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng ê chề. Hàn Băng là cô gái bái sư vào Điện Thanh Liên sớm nhất trong số họ, tu vi cũng cao nhất. Có điều cô ấy có quá khứ không êm đềm, đặc biệt rất hận đàn ông. Lâm Thanh Giao cười đáp, Hàn sư tỷ, anh ấy nhất định sẽ tới. Hàn Băng cười lạnh, vậy cứ hy vọng đi. Cô còn chưa nói dứt lời thì có một người bước vào, chính là Ngô Bình lúc này đang đóng vai Trương Tiểu Bình. Ngô Bình liếc mắt nhìn, phất tay một cái là đã giải xong cấm chế trên người ba cô gái. Anh nói, sau này tôi chính là chủ nhân của nơi này, các cô có thể ở lại đây làm nha hoàn. Có điều, anh đã âm thầm truyền tin cho Lâm Thanh Giao. Thanh Giao, là tôi Ngô Bình. Giờ tôi đang đóng vai Trương Tiểu Bình để trà trộn vào Thiên Địa Kiếm Tông, trở thành đệ tử tinh anh ở đây. Giờ tôi đã khá có địa vị ở đây, sau này các cô hãy ở lại bên cạnh tôi, như vậy sẽ không bị người khác làm hại. Lâm Thanh Giao mừng rỡ, nhưng cô không thể làm bại lộ thân phận của anh. Cô đứng dậy chào hỏi, tham kiến cậu chủ. Phương Nhân cũng nảy số nhanh, nên lập tức cũng vái chào cậu chủ Trương. Hàn Băng mặt vẫn lạnh như tiền, không buồn quan tâm đến người đàn ông vừa đi vào. Thái độ của cô như thể muốn chém thì chém, muốn giết thì giết. Ngô Bình cũng chẳng tính toán, anh nói các cô quay về Điện Thanh Liên trước đi. Hàn Băng quay lưng đi thẳng, không hề có vẻ gì là kính trọng đệ tử tinh anh trước mặt. Phương Nhân thì hơi khom lưng, nói cậu chủ, vậy tôi xin lui trước. Lâm Thanh Giao chưa đi, chờ hai người kia đi khỏi, cô đột nhiên lao vào lòng Ngô Bình khóc nức nở. Em biết là anh sẽ tới cứu em mà. Chỉ có trời mới biết những ngày này cô đã tuyệt vọng đến nhường nào. Tên Vạn Hồng Uy đó đã nói, cho họ một thời gian thích ứng rồi nếu vẫn không chịu phục tùng thì sẽ giết hết người của Điện Thanh Liên. Lâm Thanh Giao cũng không biết đến lúc đó mình có kiên định được nữa không. Cũng may là giờ Ngô Bình đã tới, trong phút chốc đã giải quyết được mọi chuyện. Ngô Bình vỗ nhẹ lên lưng cô, đáp không sao rồi. Thanh Giao, tạm thời đừng để lộ thân phận của anh với người khác. Sau này Điện Thanh Liên sẽ không khác gì trước đây, anh sẽ bảo vệ mọi người. Lâm Thanh Giao gật đầu thật mạnh, sư huynh, giờ anh là địa tiên rồi sao? Ngô Bình đáp, cảnh giới thuần dương. Đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện, cười nói, trong Thanh Mộc Cung này còn có một bảo tàng nhân hoàng, chúng ta đi xem nhé. Lâm Thanh Giao cười đáp, được rồi, đồ trong bảo tàng này chắc chắn sẽ quý hơn đồ trong bảo tàng nhân vương. Khi hai người họ đến chỗ bảo tàng nhân hoàng, biển hiệu kia vẫn còn ở đó. Lâm Thanh Giao nói, Vạn Hồng Uy đó lúc trước đã nghĩ đủ mọi cách để mở bảo tàng nhân hoàng nhưng không thành công. Hứ, hắn ta sao mà so được với sư huynh kia chứ? Ngô Bình đứng trên một phù trận hình tròn, một ánh sáng vụt qua, trước mặt Ngô Bình đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp dài. Anh mở hộp ra, bên trong có ba cuốn sách cổ, được viết bằng chữ của các triều đại khác nhau. Ngô Bình dùng mắt thấu thị nên có thể đọc hiểu đại ý của những chữ này. Lâm Thanh Giao tò mò hỏi, chỉ có cái hộp này thôi sao? Ngô Bình mở một cuốn sách cổ ra thì phát hiện đây là một loại công pháp bổ trợ, tên là Thần Ma Cửu Biến. Anh nhìn sơ qua một lượt, không khỏi bị công pháp này và trí tưởng tượng vô hạn của Thiên Mã Hành không làm cho kinh ngạc. Tu luyện công pháp này sẽ giúp ích rất nhiều ở cảnh giới thần biến, cảnh giới hóa thân, giúp nâng sức mạnh lên đáng kể. Ở cảnh giới thần biến,
Thần ma cửu biến này có thể giúp nguyên thần phát huy sức mạnh tối đa, giải phóng các xiềng xích giam hãm sức mạnh. Đến cảnh giới hóa thân, có thể giúp ngưng tụ hóa thân thần ma. Sau đó, Ngô Bình mở cuốn sách cổ thứ hai. Đây cũng là một loại công pháp bổ trợ, tên là bí thuật thiên cung. Bí thuật thiên cung này ở cảnh giới thần cung giúp tạo ra loại thần cung cực mạnh và độc đáo gọi là thiên cung. Thiên cung một khi được tạo thành là có thể nuôi dưỡng thai thần, tạo ra rất nhiều lợi ích. Bí thuật thiên cung và thần ma cửu biến đều giống nhau, là công pháp hết sức độc đáo và có sức mạnh khiến thế nhân kinh ngạc. Cuốn sách cổ thứ ba là một bản đồ. Ngô Bình nhìn thấy bản đồ này thì sững lại. Động Tiên Quảng Thành. Bản đồ này chỉ ra vị trí của Động Tiên Quảng Thành. Trước đó, Ngô Bình đã biết được cách mở động tiên và có được la bàn để làm việc này. Giờ anh lại có thêm tấm bản đồ này. Tấm bản đồ này có lẽ có từ thời thượng cổ. Muốn tìm thấy nó thì phải chờ đến khi tất cả các không gian gấp mở ra mới được. Anh cẩn thận thu lại tấm bản đồ, sau đó nói với Lâm Thanh Giao, Thanh Giao, em về Điện Thanh Liên trước đi. Lâm Thanh Giao, sư huynh, em ở đây đợi anh được không? Ngô Bình cười đáp, không cần phải vậy đâu. Bên phía Điện Thanh Liên cần có người cai quản. Lâm Thanh Giao đành ngoan ngoãn quay về Điện Thanh Liên. Cô ấy vừa đi khỏi thì Hồng Lăng tới. Hồng Lăng nhìn Ngô Bình giờ đã biến thành Trương Tiểu Bình, cười hỏi anh, là anh đấy sao? Ngô Bình cười đáp, sao em nhận ra vậy? Hồng Lăng cười hi hi đáp, có thể trở thành đệ tử tinh anh của Thiên Địa Kiếm Tông thì còn ai trồng khoai đất này nữa? Ngô Bình, Hồng Lăng, ở phía kiếm phủ Hạo Thiên tình hình thế nào? Hồng Lăng, vẫn như vậy thôi, phủ chủ bị áp giải đến tiên giới rồi, giờ nơi đó đã bị một đám người của Thiên Địa Kiếm Tông tiếp quản. Vì tư chất của em không tồi nên đám người đó vẫn khá khách sáo với em. Ngô Bình, vậy tốt rồi, em không cần phải quay lại nữa, ở lại Thanh Mộc Cung tu luyện hẳn hoi cho anh. Hồng Lăng cười hi hi, vậy xin đa tạ cậu chủ nhé. Ngô Bình gọi cô ấy vào trong, lấy pháp khí động thiên của cậu Thiên Hư ra, nói, Hồng Lăng, em giúp anh sắp xếp các thứ bên trong một chút, sau đó liệt kê thành một danh sách. Pháp khí động thiên này anh không tiện mang đi sử dụng nhưng đồ đạc bên trong có thể xử lý trước. Nói rồi, anh đưa lại cho Hồng Lăng chiếc nhẫn chứa đồ mà tông chủ của Thiên Địa Kiếm Tông đã đưa cho mình. Bên trong chiếc nhẫn này cũng có một số tài nguyên, nhưng muốn lọc đồ cũng mất rất nhiều thời gian. Hồng Lăng sụ mặt ra, đáp anh không tự làm được sao? Ngô Bình, em rảnh rỗi thế còn gì, mau làm đi. Hồng Lăng đành ngoan ngoãn đi làm, Ngô Bình thì sang phòng khác tiếp tục tu luyện tầng 4 của Kinh Cực Thần, luyện nguyên thần thành hình. Tầng này mục đích là để nguyên thần biến thành một hình dạng cụ thể, cố định nào đó. Như vậy có thể tăng cường sức mạnh của nó, thậm chí có thể mượn sức mạnh vô song của hình ảnh mà nó hóa thành. Tầng thứ tư Kinh Cực Thần không cố định hình dạng của nguyên thần mà hình dạng này sẽ thay đổi tùy theo các trường hợp khác nhau. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nghĩ tới nguồn gốc của ba loại cấm chế trong nguyên thần là một sinh linh thời hỗn mang có sức mạnh vô song, tên gọi là đế. Anh lập tức ngồi xuống, nguyên thần của anh bay lên 9 tầng mây làm chấn động ba đạo cấm chế của đế. Cấm chế bị tác động vào, bắt đầu giải phóng ra năng lượng. Năng lượng này hùng mạnh và rất kỳ diệu. Trong thiên giới, ở nơi sâu thẳm của vũ trụ có một sức mạnh kinh người được giải phóng. Mặc dù khoảng cách không gian xa xôi nhưng năng lượng này thi nhau hướng về phía nguyên thần của Ngô Bình rồi tụ lại. Ngô Bình muốn dùng cách này để nhìn thấy hình ảnh của đế, sau đó dùng nguyên thần phỏng theo hình dạng của nó. Đế là bá chủ vô song của thời kỳ hỗn mang, nếu nguyên thần của anh có được hình dạng này thì chắc chắn sẽ cực kỳ lớn mạnh. Ba đạo cấm chế lắc lư qua lại, hút lấy những năng lượng này. Ngô Bình lập tức thả ra nhân cách tối thượng, khởi động trạng thái ngộ đạo. Đây là thời cơ không thể bỏ lỡ. Năng lượng tụ lại càng lúc càng nhiều, sau khi nguyên thần của anh đã hút được một phần thì Ngô Bình dùng mắt thấu thị quan sát ba loại cấm chế này. Năng lượng nguyên thần hút được càng nhiều thì hệ thống thông tin của chúng cũng càng hoàn thiện. Vài giờ sau, Ngô Bình đã nhìn thấy một sinh linh khổng lồ có sức mạnh vô song. Đó chính là đế bá chủ vô song của thời kỳ hỗn mang. Hình ảnh của đế giống như một quả cầu lửa khổng lồ phát ra ánh sáng ba màu. Từ quả cầu lửa bắn ra vô số tia chớp lan ra khắp nơi trong vũ trụ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Bình suýt thì ngất lịm. Nguyên thần của anh đang run rẩy, áp lực lên tinh thần của anh vô cùng lớn. Anh hét lên một tiếng, thoát khỏi trạng thái quan sát. Sau khi nguyên thần trở lại,
anh nằm sóng xoài trên mặt đất, sùi bọt mép, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Hình ảnh của đế quá lớn mạnh, quả thực mình không thể mô phỏng theo nó, Ngô Bình thở dài, biết nguyên thần của mình còn chưa đủ mạnh, phải tiếp tục cường hóa thêm. Suy nghĩ một lúc, anh lẩm bẩm, xem ra, trước mắt phải đột phá cảnh giới thần biến rồi mới có thể thử lại. Nghĩ đến đây, anh liền thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ. Mới sáng sớm, Hồng Lăng đến gọi anh dậy, giao cho anh một cuốn sổ nói, này, em đã sắp xếp lại rồi đấy. Ngô Bình liếc nhìn, cảm thấy rất hài lòng, đáp, để anh nhờ bạn định giá một chút rồi đem bán những thứ này. Hồng Lăng cảm thấy rất kỳ lạ hỏi, tại sao lại phải bán đi, để lại dùng không tốt sao? Ngô Bình, đây toàn là mấy thứ bẩn thỉu, để lại dùng dễ gặp tai họa, thả bán quét đi cho xong. Hơn nữa sau khi lấy được tiền thì chẳng phải chúng ta muốn mua gì khác cũng được sao? Hồng Lăng thấy cũng có lý, đáp vậy cũng được. Sau đó, Ngô Bình dùng sách Quý Thiên Kiêu để liên lạc với thân công Nam Tinh, giao cuốn sổ đó cho đối phương rồi nói, anh thân, giúp tôi xem mấy món đồ trong cuốn sổ này bán được bao nhiêu tiền. Thân công Nam Tinh cười đáp, anh Lý, lâu lắm không liên lạc. Lần trước tôi thấy anh đã xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng cảnh giới nguyên thần, quả là khiến người ta phải kinh ngạc. Chuyện này đã khiến người ở các giới sững sờ, rất nhiều thế lực đang muốn điều tra thân phận của anh. Ngô Bình, tôi chỉ chuyên tâm tu luyện còn những chuyện này tôi chẳng quan tâm. Thân công Nam Tinh, để tôi sai người xem, lát nữa sẽ báo lại với anh. Hai người họ chuyện phiếm vài câu, Ngô Bình liền hỏi, bạn tôi Đường Băng Vân dạo này thế nào rồi? Thân công Nam Tinh đáp, sư muội Băng Vân hiện tại đang ở viện Chu Tước, tôi đã nhờ người chăm sóc cô ấy rồi. Một lúc sau, thân công Nam Tinh nói, anh Lý, những thứ này bán được khoảng 500.000 tiền bảo. Ngô Bình, ồ, vậy xin nhờ anh chuyển giúp tôi 300.000 tiền bảo đến chỗ Băng Vân. Thân công Nam Tinh cười đáp, xem ra quan hệ của hai người rất tốt. Được, tôi sẽ làm theo. Không hổ là thiên tài dòng họ thân công. Chỉ một loáng sau, Ngô Bình đã nhận được 200.000 đồng tiền bảo còn lại. Thân công Nam Tinh cũng nhờ anh giúp luyện hai lô đan dược, Ngô Bình đồng ý. Giờ hai người họ là mối quan hệ cộng tác cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau. Vừa lấy được tiền thì Lưu Dịch Phong đến. Ông ta cười nói, cậu Lý, tông chủ bảo tôi tới hỏi cậu nếu là tiên quân cảnh giới động thiên thì cậu có đánh thắng được không? Ngô Bình nghĩ một lát rồi đáp, đối phương có từng là nhân vương không? Nguyên thần ra sao? Lưu Dịch Phong, người đó từng là thần quân, nguyên thần nhất phẩm. Ngô Bình, tôi có thể thắng. Lưu Dịch Phong mừng rỡ, vậy tốt quá rồi. Thần đao môn của tiên giới đã tới địa tiên giới rồi. Hôm qua đã khống chế đan đỉnh môn. Ở đan đỉnh môn có thứ mà tông chủ muốn, không được để nó lọt vào tay thần đao môn. Có điều chúng ta cũng không thể đắc tội với thần đao môn, cho nên hai bên quyết định mỗi bên phái một đại diện tu vi dưới thiên tiên đi thi đấu. Đại diện bên nào thắng thì đan đỉnh môn sẽ thuộc về bên đó. Nói tới đây, ông ta hỏi, chúng ta có khoảng bao nhiêu phần trăm thắng lợi? Ngô Bình, tôi có thể thử. Khi nào thì tỉ thí? Lưu Dịch Phong, 2-3 hôm nữa, có thời gian cụ thể tôi sẽ thông báo lại. Ngô Bình, được, mấy ngày nay vừa hay tôi đang luyện thiên địa kiếm quyết. Lưu Dịch Phong lui xuống, Ngô Bình liền tu luyện cấp thứ tư của thiên cực kiếm kinh. Thiên cực kiếm kinh có tổng cộng 24 cấp, cảnh giới nhân tiên tu luyện được từ cấp 1 đến cấp 3. Ở cảnh giới địa tiên, tu luyện được từ cấp 4 đến cấp 12. Hiện giờ anh đã là địa tiên cảnh giới thuần dương. Có thể tu luyện đến cấp 4, thậm chí là cấp 5 của thiên địa kiếm kinh. Cấp 4 của thiên địa kiếm kinh phải hình thành được kiếm thai ở trong phổi. Kiếm thai có thể thông qua việc hút khí tiên thiên, tà khí, sát khí trong trời đất, kết hợp với kiếm nguyên để tạo ra kiếm hoàn. Một khi kiếm hoàn được sinh ra thì anh sẽ bước vào cấp 5 của thiên cực kiếm kinh, trở thành kiếm tiên thực sự. Lúc này, anh bắt đầu hút lấy khí tiên thiên canh kim đang tản mạn khắp nơi trong không gian. Khí tiên thiên canh kim này tu sĩ bình thường không thể tiếp cận được, mà có tiếp cận được thì cũng không thể giữ lại được trong cơ thể. Bởi vì trong cơ thể con người có ngũ hành khắc chế tiên thiên canh kim. Muốn hút được nó thì phải có phương pháp đặc biệt. Lúc này, Ngô Bình hít thở đều đặn, khí tiên thiên canh kim kết hợp với kiếm nguyên dưới sự điều khiển của anh, ngưng tụ thành một lá bùa giấu trong lá phổi. Nguyên thần của anh vô cùng lớn mạnh, thần niệm có thể tác động đến các vật trong phạm vi hàng nghìn km. Thế nên,
thần niệm hút lấy khí tiên thiên canh kim rồi truyền về phía Ngô Bình. Rất nhanh, anh đã hút đủ khí tiên thiên canh kim. Lúc này, vô số lá bùa tụ lại, được mật pháp của Ngô Bình gia cố, ngưng tụ thành kiếm thai. Có điều kiếm thai này bị phân tán, phải dùng thiên địa sát lực để ngưng tụ nó lại. Lúc này, Ngô Bình lấy thiên sát châu ra. Thiên sát châu này và hồ lô thuốc thiên sát là thứ cực tốt để luyện kiếm thai. Cho nên, thiên sát châu rung động dữ dội, lực thiên sát của nó không ngừng đi vào kiếm thai. Cùng với lực thiên sát, Ngô Bình đưa kiếm ý vào bên trong khiến kiếm thai và ngưng tụ nó lại. Sau cùng, trong ba đạo cấm chế của nguyên thần có một đạo rung lắc một chút. Sau đó một luồng sát khí xuất hiện, lao vào kiếm thai. Trong ba đạo cấm chế đến từ đế, loại này là có sát tính mạnh nhất, gọi là cấm chế thiên sát. Lực thiên sát mà nó tỏa ra đi vào trong kiếm thai. Những lực này được gắn kết lại bằng kiếm ý và kiếm nguyên, dần dần trở thành kiếm thai hoàn chỉnh. Khi kiếm thai hình thành, Ngô Bình cảm giác cơ thể mình rung lắc dữ dội, như thể đột nhiên nặng lên gấp vạn lần trước đây. Một lực đạo kinh thiên, như thể có sức mạnh chấn động cả ba giới tỏa ra từ kiếm thai của anh. May mà hiện giờ nó không bạo phát ra bên ngoài mà chỉ ở lại trong kiếm thai tiếp tục lớn lên và ngày càng mạnh hơn. Sau khi ngưng tụ xong kiếm thai, Ngô Bình tiếp tục tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết. Thiên Địa Kiếm Quyết là một loại công pháp nhất đẳng, vương phẩm, uy lực rất mạnh. Ngô Bình hiện giờ là đệ tử tinh anh, kiểu gì cũng phải luyện thành loại công pháp này. Đương nhiên, do anh có Thiên Cực Kiếm Kinh làm gốc nên chuyển sang tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết cũng dễ hơn nhiều. Anh đọc lại Thiên Địa Kiếm Quyết một lần, biết được loại kiếm quyết này có tất cả 21 cấp. Trong đó nhân tiên tu luyện được tới cấp 4, địa tiên tu luyện được từ cấp 5 đến cấp 10. Thiên tiên tu luyện được từ cấp 11 đến cấp 18. Ba cấp cuối cùng chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể tu luyện được. Cách tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết khá giống với Thiên Cực Kiếm Kinh, có điều không cần phải ngưng tụ kiếm thai mà chỉ cần hút lấy khí canh kim vào phổi, sau đó luyện thành kiếm quang. Bốn cấp đầu đều là cấp cơ bản, Ngô Bình chưa tới một phút đã luyện xong. Đến kiếm quyết cấp số 5 thì cần phải hút khí canh kim để luyện thành kiếm quang trong phổi. Bước này cực kỳ khó, là bởi khí canh kim cực kỳ bén nhọn, phổi của người bình thường khó lòng chịu nổi. Cho nên cấp 5 này chính là một ải khó khiến nhiều tu sĩ phải dừng chân tại đây. Ngô Bình không hề cảm thấy khó, kiếm thai của anh nhả ra một tia kiếm khí. Kiếm khí này rất sắc nhọn và hùng hậu. Nó to chừng ngón tay cái, dài chừng 3 mét. Kiếm khí này hợp với lực thiên sát, kiếm nguyên và thần niệm hùng mạnh của Ngô Bình, tỏa ra sát khí khiến toàn bộ Thiên Địa Kiếm Tông chấn động. Kiếm khí mạnh quá, mọi người kinh ngạc hô lên, bay về phía kiếm khí kia để xem xét kỹ hơn. Muốn luyện thành kiếm quang vẫn còn thiếu một thứ gì đó, Ngô Bình lẩm bẩm. Tiếp theo, Ngô Bình bay lên không trung nhìn về phía đông. Ở phía đông có một chòm sao Thái Bạch Kim Tinh. Trên chòm sao này có một loại khí rất sắc nhọn gọi là Thái Bạch Tinh Kim, là một loại tiên thiên kim khí. Thiên Địa Kiếm Quyết có ghi, loại kiếm quang mạnh nhất được luyện thành từ Thái Bạch Kim Tinh, chỉ là trước nay chưa có ai từng luyện được, cho dù là các vị sư tổ sáng lập ra tông phái cũng chưa từng làm được. Ngô Bình mỉm cười, những người khác không làm được không có nghĩa anh không làm được. Anh lập tức thi triển thuật thâu tinh, hút lấy tiên thiên kim khí từ Thái Bạch Kim Tinh. Luồng khí bị anh hút lấy đi vào trong kiếm khí. Kiếm khí có thêm tiên thiên kim khí dần biến đổi, càng lúc càng tỏa ra ánh sáng huy hoàng và rực rỡ, sau cùng hóa thành một ánh sáng đẹp như ánh sao, bay lượn trên không trung. Ngô Bình lập tức dẫm lên kiếm quang, bay lượn trên không trung. Như thể anh di chuyển mà không gặp lực cản nên tốc độ cực kỳ nhanh. Ở bên dưới chỉ nhìn thấy một tia sáng vụt qua, trong một hơi thở đã đi được vạn dặm. Rất nhiều trưởng lão của Thiên Địa Kiếm Tông, bao gồm cả tông chủ đều ra xem. Thấy cảnh này, tông chủ ha ha cười lớn, vô cùng tự hào nói, đây chính là anh hùng. Trong một ngày mà có thể luyện tới cấp 5 Thiên Địa Kiếm Quyết, ngưng tụ được kiếm quang. Một vị trưởng lão kinh ngạc nhìn vào đạo kiếm quang rực rỡ trên không trung, lẩm bẩm, đây là kiếm quang Thái Bạch sao? Tông chủ gật đầu, không sai, việc sư tổ cũng không làm được mà Trương Tiểu Bình lại làm được. Chàng trai trẻ này tiền đồ vô lượng. Ngô Bình cưỡi kiếm quang bay lượn trên không trung vô cùng thoải mái. Cảm giác được bay lượn tự do thế này quả thực rất đã. Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, đầu tiên là gấp 5 lần tốc độ âm thanh, sau đó là 10 lần, 20, 30 lần. Bay lượn không biết bao lâu sau,
Ngô Bình đột nhiên phanh lại, nhìn thấy bên dưới chính là quỷ vực. Quỷ vực này bên trong lại có không ít tu sĩ, điều này khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Quỷ vực này vốn là do đại đế của tiên quốc năm xưa dẫn quân đi đánh Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn bị hủy diệt xong thì trở thành quỷ vực. Ngô Bình đáp xuống ngay gần quỷ môn quan. Quỷ môn quan là một cánh cửa lớn bằng đồng đen, đằng trước có tới hàng trăm tu sĩ đang túm tụm lại thành các nhóm nhỏ xôn xao bàn tán gì đó. Ngô Bình cưỡi kiếm quang tới đây nên có không ít người ngước mắt nhìn anh, dù gì ở nơi đây cũng không có nhiều kiếm tiên. Ngô Bình chợt nhìn thấy người quen. Một người là An Tự Tại của Động Tiên Hoàng Long, người còn lại là Diệp Giao. Lần trước khi bí cảnh thiên võ mở ra, họ đã từng gặp mặt. Anh đi tới trước mặt An Tự Tại, cười nói, anh An, lâu quá không gặp. An Tự Tại ngẩn người hỏi lại, vị huynh đài là. Ngô Bình, 5 năm trước chúng ta từng gặp nhau một lần, có lẽ anh An không còn nhớ. Tôi là Trương Tiểu Bình. An Tự Tại đương nhiên không nhớ nhưng không thể nói ra bèn cười đáp, hóa ra là anh Trương. Ngô Bình, anh An, anh có biết tại sao hôm nay trong quỷ vực lại đông tu sĩ như vậy không? An Tự Tại, anh Trương không biết sao. Hôm qua có người đi vào quỷ môn quan lấy đi một món pháp bảo. Nghe nói quỷ môn quan này có 3 tầng không gian, là một động tiên hỏa chủng mà Hạo Thiên Môn trước đó để lại. Trong động tiên có truyền thừa vô song của Hạo Thiên Môn. Ngô Bình kinh ngạc, truyền thừa của Hạo Thiên Môn. An Tự Tại gật đầu, giờ thế lực khắp nơi đều nhòm ngó nơi này, không chỉ có thế lực ở tiên giới. Họ đều muốn vào trong xem, có điều nơi này là tà môn. Trước đó có mấy chục người vào mà không một ai quay lại. Ngô Bình nhìn vào bên trong quỷ môn quan, nhờ mắt thấu thị mà anh nhìn thấy tầng không gian thứ hai là một không gian khổng lồ có núi xanh và hồ nước trong vắt, hoa thơm cỏ lạ. Ở tầng không gian thứ ba thì cảnh vật rất mờ ảo. Tạm thời anh nhìn không rõ. Ở tầng không gian thứ nhất, mấy chục người kia đang thám hiểm, họ đã tới gần lối vào tầng không gian thứ hai nhưng lại không thể vào được. Họ giống như một đàn thiêu thân không phương hướng đang lao ra khắp nơi tìm lối thoát. Trong lúc hai người họ nói chuyện thì Diệp Giao đột nhiên đi vào quỷ môn quan. Nhìn kia, lại có người đâm đầu vào chỗ chết. Quỷ môn quan này âm tà thế nào kia chứ, làm gì có chuyện dễ dàng tìm được báu vật. Cô gái này tên là Diệp Giao, thánh nữ của Tố Nữ Môn. Nghe nói cô ta từ chối tới tiên giới để chạy đến đây thử vận may. Ngô Bình nói với An Tự Tại, anh An, để tôi vào xem. Không đợi An Tự Tại phản ứng lại, anh vụt biến mất vào trong quỷ môn quan. Vừa vào bên trong quỷ môn quan là đến quỷ vực, xung quanh toàn một màu xám tro, trên mặt đất toàn là đá và xương trắng. Ngoài ra còn có mấy thứ như tóc và răng bốc mùi hôi thối. Ngô Bình vừa vào thì đã thấy Diệp Giao đang dò dẫm ở phía trước. Ở nơi này không thể dùng thần niệm nên chỉ có thể dùng thị lực quan sát rồi đi về phía trước. Ngô Bình bước vài bước đã đến bên cạnh cô ấy, Diệp Giao lạnh lùng nói, đứng cách xa tôi chút. Ngô Bình đáp, cô buồn cười thật đấy, quỷ môn quan này là nhà cô hả? Đoàng! Bàn tay ngọc ngà của Diệp Giao tung trưởng, nhắm vào lồng ngực Ngô Bình. Ngô Bình đang mặc tiên y cửu bảo nên không sao cả. Ngược lại Diệp Giao bị phản lực đánh cho bay ra xa, thổ huyết. Ngô Bình vội vã hỏi, cô không sao chứ? Diệp Giao vừa kinh ngạc vừa giận dữ, anh tránh xa tôi ra. Ngô Bình bất lực đáp, cô nói xem một cô gái như cô tranh luận vài câu là tung trưởng đánh người ta. Vậy mà coi được à? Diệp Giao giận dữ trừng mắt nhìn anh. Đột nhiên, từ trong đống xương trắng có một bàn tay đầy quỷ khí màu đen xì thò ra túm lấy cổ chân Diệp Giao. Diệp Giao hét lên một tiếng chói tai rồi nhảy dựng lên. Nhưng bàn tay quỷ kia dùng lực rất mạnh, lại kéo tụt cô xuống đất. Sau đó càng nhiều bàn tay quỷ xuất hiện, kéo Diệp Giao càng lúc càng lún sâu hơn. Ngô Bình cũng giật mình hoảng hốt, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Một bàn tay tóm vào mắt Diệp Giao, cô ấy kêu lên thảm thiết, cứu mạng. Ngô Bình đáp, ban nãy cô còn muốn đánh chết tôi. Nếu tôi không cứu cô thì cũng dễ hiểu nhỉ. Diệp Giao lúc này đã sợ đến mất hồn mất vía, vội kêu lên, xin lỗi, xin anh hãy cứu mạng tôi. Ngô Bình phất tay một cái, một đạo kiếm quang bay ra. Nơi nào kiếm quang bay ra là những bàn tay quỷ bị chém đứt, Diệp Giao lập tức thoát thân. Diệp Giao nhảy dựng lên, hoảng hốt chạy ra nấp ở phía xa. Lúc này, một bàn tay quỷ chui lên từ dưới đất, túm lấy chân Ngô Bình. Anh cũng không sợ, ngồi thụp xuống để quan sát kỹ hơn.
Ngô Bình phát hiện bàn tay quỷ này được ngưng tụ từ oán lực, uy lực và linh hồn sơ sinh của nó cũng tương đương. Nhiều bàn tay quỷ vươn ra, cố gắng kéo Ngô Bình xuống. Nhưng anh có sức mạnh vô biên, chúng có làm thế nào cũng không kéo được. Ngô Bình cố tình gọi to, này, mau đến giúp tôi đi. Diệp Dao vẫn chưa hết kinh sợ, thấy Ngô Bình bị tay quỷ túm lấy, cô ấy lạnh lùng bảo, cứu anh cũng được, cầu xin tôi đi. Ngô Bình thở dài, ban nãy còn khẩn khoản cầu xin tôi mà giờ đã lạnh nhạt thế này, lương tâm cô không cắn rứt sao? Dứt lời, chân anh đã bị kéo xuống dưới đất, cơ thể chậm chậm hạ xuống. Diệp Dao trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn rút bảo kiếm ra, chỉ cần vài nhát đã chém được bàn tay quỷ. Nhưng mặt đất vẫn còn bàn tay quỷ khác tiếp tục túm chân Ngô Bình kéo xuống. Ngô Bình vẫn bị chìm xuống dưới đất, Diệp Dao hoảng hốt hỏi, làm sao bây giờ? Anh đáp, kéo tôi lên. Thế là Diệp Dao cố gắng nhấc cánh tay anh lên. Ngô Bình bảo, cô làm vậy làm sao nhấc được, ôm lấy eo tôi. Bây giờ Diệp Dao chẳng còn quan tâm đến chuyện nam nữ khác biệt, lập tức ôm eo Ngô Bình rồi cố kéo lên. Nhưng bàn tay quỷ quá mạnh, dù cô ấy gắng sức thế nào, Ngô Bình vẫn tiếp tục chìm xuống. Chẳng bao lâu sau, anh đã chìm đến vị trí thắt lưng, chỉ còn nửa thân trên lộ ra khỏi mặt đất. Anh thở dài, châm thuốc rồi rít vài hơi, nói với Diệp Dao, biết thế đã không cứu cô, hại tôi chìm xuống đất, không thoát được. Thấy Ngô Bình vẫn đang từ từ chìm xuống, Diệp Dao ôm mặt khóc nức nở, xin lỗi. Tôi không giúp được anh rồi. Mới nãy nếu không nhờ Ngô Bình cứu giúp thì Diệp Dao đã bị kéo xuống dưới đất. Vậy mà bây giờ cô ấy lại không cứu được anh. Ngô Bình nói, đừng khóc, tôi không chết được đâu. Nói đoạn, anh dùng hết sức đưa cơ thể mình trồi lên khỏi mặt đất. Lúc này chân anh vẫn còn bị dính theo mười mấy bàn tay quỷ, chúng bị anh dùng kiếm chém đứt hết. Diệp Dao ngẩn ngơ, anh. Ngô Bình bảo, tôi muốn xem thử những bàn tay quỷ này mạnh đến mức nào thôi, xem ra cũng chỉ đến thế. Diệp Dao liền hiểu ra anh cố ý làm vậy, cô ấy tức giận, mắng mỏ, anh khốn kiếp. Ngô Bình cười khẩy, tôi cứu cô đấy, sao lại khốn kiếp được? Diệp Dao đáp, anh gạt tôi. Ngô Bình phủi phủi người mình, nhẹ nhàng bảo, không muốn chết thì đi theo tôi, nói rồi sải bước đi về phía trước. Diệp Dao do dự một lúc rồi nối gót theo anh, xem thường bàn tay quỷ như vậy chứng tỏ thực lực của Ngô Bình khá mạnh. Ngô Bình có khả năng nhìn rõ phi thường, những nơi anh đi qua đều khá an toàn, sau đó không còn xuất hiện tình trạng như bàn tay quỷ nữa. Đi được một quãng, Diệp Dao tò mò hỏi, anh quen An Tự Tại. Ngô Bình ừ một tiếng, tôi là Trương Tiểu Bình, đệ tử ưu tú của Thiên Địa Kiếm Tông. Diệp Dao kinh ngạc, đệ tử ưu tú của Thiên Địa Kiếm Tông ư. Ngô Bình nhìn cô ấy, sao, không giống à? Diệp Dao đáp, không phải là không giống, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Thiên Địa Kiếm Tông là môn phái cực kỳ mạnh, đệ tử ưu tú của họ chắc chắn rất giỏi. Ngô Bình bảo, đúng thế, tôi giỏi lắm. Diệp Dao hết nói nổi, người này có biết thế nào là khiêm tốn không vậy? Cô ấy hỏi tiếp, anh có biết Lâm Thanh Giao không? Ngô Bình ngẩn người, cô quen Lâm Thanh Giao. Diệp Dao đáp, chúng tôi là chị em song sinh, tên thật của tôi là Lâm Bích Giao. Nhưng tôi chưa từng đến nhà họ Lâm, mà theo họ mẹ, nên tên là Diệp Dao. Ngô Bình biết đây chắc chắn là một câu chuyện rất dài. Bèn bảo, Lâm Thanh Giao cũng xem như là người hầu của tôi. Diệp Dao nói, xem ra Thanh Giao không sao, không biết Thanh Giao có từng nhắc đến tôi không? Ngô Bình đáp, chưa từng. Diệp Dao im lặng một lúc rồi nói, năm xưa mẹ tôi là thánh nữ Tố Nữ Môn. Có lần bà ấy ra ngoài tu luyện và bị một tu sĩ tà đạo xâm phạm. Rồi một người tên Lâm Ngọc Long xuất hiện, đó là cậu ấm nhà họ Lâm của địa tiên giới, anh Tuấn Chính Trực. Chẳng mấy chốc. Mẹ tôi đã phải lòng ông ấy, nhưng chưa được bao lâu thì Tố Nữ Môn biết chuyện này, liền cưỡng chế bắt mẹ tôi đi. 9 tháng sau, tôi và Thanh Giao được hạ sinh ở Tố Nữ Môn. Chúng tôi vừa ra đời, Thanh Giao đã được một vị trưởng lão tốt bụng đưa đi. Sau đó tôi nghe nói Thanh Giao được điện chủ Mộc Tâm Lan của Điện Thanh Liên nuôi dưỡng nên người và nhận làm đệ tử. Ngô Bình hỏi, sao lại phải đưa Lâm Thanh Giao đi? Diệp Dao trả lời, nếu ở lại Tố Nữ Môn sẽ không có kết cục tốt. Ngô Bình khó hiểu, tại sao? Diệp Dao đáp, năm 17 tuổi, tôi trở thành thánh nữ mới của Tố Nữ Môn. Trở thành thánh nữ Tố Nữ Môn nghĩa là cả đời phải hiến dâng cho người đó. Dâng hiến cả đời cho người khác.
Diệp Giao nói, thánh nữ của Tố Nữ Môn là người phụ nữ do người đó của tiên giới chọn ra, không ai có thể dây vào. Vậy nên sau khi mẹ sinh tôi ra đã bị giết chết ngay tại chỗ. Người đó không chỉ giết mẹ tôi mà còn giết cả người bố ruột Lâm Ngọc Long của tôi, tiêu diệt cả nhà họ Lâm. Lặng im một lúc, Ngô Bình mới hỏi, người đó là ai? Diệp Giao trả lời, Thương Huyền Kiếm Đế, một trong năm kiếm đế mạnh nhất của Cửu Thiên Kiếm Vực, có năng lực rất đáng sợ, không ai dám động vào. Ngô Bình không ngờ cô ấy có quá khứ như vậy, hỏi tiếp, cô và Lâm Thanh Giao đã nhận nhau chưa? Diệp Giao lắc đầu, chưa, có điều tôi từng kết giao với Thanh Giao với thân phận bạn bè. Tôi không mong Thanh Giao biết những chuyện này mà nên sống thật vui vẻ. Ngô Bình hỏi, nghe nói cô không muốn đến tiên giới nên mới chạy tới Quỷ Môn Quan. Diệp Giao đáp, đúng vậy. Sau khi giết chết bố mẹ tôi, Thương Huyền Kiếm Đế bảo Tố Nữ Môn lập tôi làm thánh nữ. Vậy thì sau khi tôi khôn lớn sẽ phải đến tiên giới hầu hạ ông ta. Ông ta muốn tôi bù đắp lỗi lầm mà mẹ tôi đã mắc phải. Nhưng tôi thà chết cũng sẽ không để ông ta như ý. Tôi vẫn luôn tìm cơ hội, hy vọng mình sẽ mạnh lên, sớm muộn sẽ có một ngày tôi đến tiên giới, tự tay giết tên khốn ấy. Ngô Bình nói, có chí khí. Nhưng thứ lỗi tôi nói thẳng, tư chất của cô không được tốt lắm, muốn đối phó kiếm đế của Cửu Thiên Kiếm Vực, gần như không có khả năng. Diệp Giao bảo, chỉ cần tôi còn sống thì sẽ không bỏ cuộc. Hai người đang trò chuyện thì phía trước có một tu sĩ chạy đến. Đầu của tu sĩ đang bốc cháy, lửa phun ra không phải là lửa bình thường mà là âm hỏa. Âm hỏa đốt mặt người này thành đầu lâu, đôi mắt phun ra ngọn lửa xanh dài ba tấc. Hiển nhiên, tu sĩ này đã bị khống chế bởi tà ma cực mạnh. Nhìn thấy Ngô Bình và Diệp Giao, tu sĩ này liền cười quái dị rồi bổ nhào về phía họ. Ngô Bình tung trưởng ra, bóng trưởng đánh vào người tu sĩ và khiến đối phương nổ tung. Anh cau mày, quỷ vực này quá nguy hiểm, chẳng trách không ai dám đến. Diệp Giao bảo, chúng ta buộc phải tìm ra lối vào tầng 2. Ngô Bình nói, lối vào ở ngay phía trước, cô nhanh lên đi. Hai người đi được một đoạn, Ngô Bình đột nhiên kéo Diệp Giao nhảy về phía trước. Cú nhảy ấy chỉ trong chớp mắt đã đưa hai người đến một thời không khác. Trời đất xoay chuyển, cả hai đáp xuống một bãi cỏ, cách đó không xa có một rừng tre, mũi ngửi được mùi hoa cỏ. Diệp Giao cả mừng, đây là tầng 2. Ngô Bình ừm một tiếng, chắc là vậy. Anh vừa nhìn Diệp Giao vừa nói, cô không cần về Tố Nữ Môn nữa. Hãy theo tôi về Thiên Địa Kiếm Tông, đổi lại tên cũ Lâm Bích Giao đi. Diệp Giao nhìn anh, tại sao tôi phải theo anh đến Thiên Địa Kiếm Tông? Ngô Bình nói, Lâm Thanh Giao là người phụ nữ của tôi, còn cô là người thân của cô ấy. Đương nhiên tôi có lý do giúp cô, nếu được tôi giúp đỡ, sau này cô sẽ có cơ hội đánh bại Thương Huyền Kiếm Đế. Lòng Diệp Giao thoáng dao động, cô ấy chần chừ một lúc rồi nói, được, tôi sẽ theo anh đến Thiên Địa Kiếm Tông. Sau này tôi sẽ là Lâm Bích Giao. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong tai Ngô Bình, chào mừng đến với Hạo Thiên Giới. Ngô Bình hỏi, ai vậy? Giọng nói kia đáp, ta là ý thức của Hạo Thiên Giới. Tiếp theo, người có thể tham gia buổi khảo hạch thần tử của Hạo Thiên Giới. Nếu trở thành thần tử, người có thể đến tầng 3 Hạo Thiên Giới, nhận được truyền thừa tối thượng của Hạo Thiên Thượng Đế. Ngô Bình hỏi, thần tử Hạo Thiên là gì? Thần tử Hạo Thiên đệ tử có thân phận cao nhất của Hạo Thiên Môn, có tư cách nhận được sức mạnh tối thượng của Hạo Thiên Thượng Đế. Ngô Bình hỏi tiếp, Hạo Thiên Thượng Đế là ai vậy? Hạo Thiên Thượng Đế là vị thần tối cao sinh ra từ tín niệm của sinh linh vạn giới, đã trải qua vô số năm tháng của Hạo Thiên Môn. Ngô Bình hỏi, chẳng phải Hạo Thiên Môn đã bị Đại Đế Tiên Quốc diệt trừ rồi sao? Thần của các ngươi vẫn còn à? Tất nhiên, Hạo Thiên Thượng Đế sẽ không bao giờ biến mất, mà năm đó chỉ là một phân đà của Hạo Thiên Môn bị diệt thôi, Hạo Thiên Môn phân bố khắp nơi trên vũ trụ, có cả nghìn triệu môn đồ. Ngô Bình hỏi tiếp, nói thế, người đến tham gia khảo hạch không chỉ có mình ta. Hạo Thiên Môn thiết lập 100.000 lối vào ở chư thiên vạn giới. Nơi mà ngươi đang ở chỉ là một trong các lối vào. Lời vừa dứt, Ngô Bình nhìn thấy phía xa có một bóng người dao động. Anh giật mình, lại hỏi, ở đây có bao nhiêu người tham gia khảo hạch? Hiện tại ở đây có hơn 1 triệu người sinh sống. Ngô Bình trợn mắt, hơn 1 triệu. Giọng nói kia đáp, 1.375.632 người.
Ngô Bình cảm thán, sao mà nhiều thế? Có những người thất bại trong khảo hạch nên cứ thử đi thử lại, thậm chí có người còn kết hôn sinh con ở đây. Dần dần, người ở đây càng ngày càng nhiều. Trong hơn 1 triệu người, chỉ có hơn 50.000 người còn tư cách tham gia khảo hạch thôi. Ngô Bình ngộ ra gì đó, ý ngươi là nếu khảo hạch thất bại thì không thể rời khỏi nơi này. Giọng nói kia đáp, đúng thế. Ngô Bình không biết nói sao, bèn hỏi tiếp, người nào cũng được ngươi giúp đỡ à? Dĩ nhiên là không, chỉ có thiên tài mới có thể giao lưu với ta. Ngô Bình hỏi, làm sao mới được xem là vượt qua khảo hạch? Hoàn thành 3 nhiệm vụ sẽ được xem là vượt qua khảo hạch. Nhiệm vụ thứ nhất là tiến vào, thi giới, trộm thiên phách, mà thi hoàng đã ôn dưỡng hàng triệu năm. Ngô Bình hỏi, thi giới là nơi nào vậy? Thi giới là một nơi nguy hiểm của Hồng Hoang, do Hạo Thiên Môn quản lý. Hoàn thành nhiệm vụ, người sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Ngô Bình hỏi tiếp, thế thiên phách là gì? Một loại báu vật trời đất được sinh ra nhờ sự giao cảm của thi thể và trời đất. Thiên phách có thể luyện vào trong nguyên thần, hợp nhất với thần, giúp nguyên thần sở hữu tiềm năng vô hạn. Lòng Ngô Bình thoáng lay động, một vật quý giá như vậy, chắc chắn thi hoàng sẽ trông coi nghiêm ngặt. Làm sao trộm được? Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Nếu lấy được thiên phách thì ngươi không chỉ sở hữu thiên phách mà còn có phần thưởng tương ứng. Ngô Bình thở dài, biết lúc này mình không còn cách nào khác, đành đáp, được thôi. Khi nào ta có thể đi? Không gấp, ngươi phải sống ở đây một thời gian, vì cổng thi giới cần 3 ngày mới mở được. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Đúng lúc này, bóng người dao động ở phía xa tiến về phía hai người. Khi nhìn thấy bọn họ, Ngô Bình ngẩn ra, bọn họ có mười mấy người, toàn là nữ giới, già trẻ đủ cả, tu vi không hề yếu. Người phụ nữ dẫn đầu không mặc quần áo mà chỉ quấn một chiếc váy ra quanh người, phơi bày bộ phận tượng trưng của nữ giới trước mắt anh. Nhìn thấy Ngô Bình, đôi mắt của người phụ nữ ấy lập tức sáng rực, có đàn ông này. Ngô Bình nhìn sang hướng khác, ôm quyền nói, chào các vị. Người phụ nữ kia đi đến trước mặt Ngô Bình, người này cao ngang Ngô Bình, chừng 1m8, vóc dáng khỏe đẹp. Cô ta quan sát Ngô Bình bằng ánh mắt tán thưởng, đoạn bảo, người đẹp, bằng lòng làm người đàn ông của tôi chứ. Ngô Bình trợn mắt đáp, cô mơ đi. Người phụ nữ cười ha ha, dáng dấp rất đẹp, thể lực chắc cũng khá lắm. Hôm nay hầu hạ tôi nhé. Lâm Bích Giao ngơ ngác, chuyện gì thế này? Ngô Bình bó tay, thật ra người phụ nữ này rất xinh đẹp, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, nơi cần to đều to. Nước da trắng muốt với mái tóc màu vàng rất đẹp. Nhưng phụ nữ đẹp đến mấy đi nữa mà đưa ra yêu cầu quá đáng bằng giọng điệu này, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy rất quái dị. Không chờ anh trả lời, người phụ nữ kia đã vươn tay ấn lên vai anh. Thần lực, tu vi của cô ta không yếu, là một vị địa tiên thần tàng. Tay cô ta vừa ấn xuống, Ngô Bình liền hất vai, bàn tay ấy lập tức bị một luồng sức mạnh đẩy bật ra. Cô ta ngẩn ra. Cười bảo, người đẹp mạnh thật đấy. Ngô Bình nổi cáu, tôi cảnh cáo cô, đừng động tay động chân nữa, tôi không có hứng thú với cô đâu. Người phụ nữ cười đáp, tôi thích sự thú vị này của anh. Đến đây nào, người đẹp, tôi chơi với anh nhé. Nói đoạn, cô ta vươn tay toàn ôm eo Ngô Bình. Anh liền nhấc tay lên rồi huých vai, khiến cô ta văng ra xa. Người phụ nữ ấy lăn vài vòng, nói với giọng có phần kinh ngạc, người đẹp. Không ngờ thực lực của anh lại mạnh đến thế. Ngô Bình hừ giọng, bất thình lình xuất hiện trước mặt cô ta rồi dùng một tay nhấc cô ta lên cao. Sức lực toàn thân cô ta đã bị niêm phong, không động đậy nổi. Lúc này cô ta mới nhận ra năng lực của Ngô Bình vượt xa mình. Cô ta bảo, người đẹp, có gì từ từ nói, tôi đâu có ác ý. Ngô Bình giận dữ bảo, cô làm trò vớ vẩn gì vậy? Phụ nữ mà chạy ra cướp đàn ông. Cô chưa từng nhìn thấy đàn ông à? Nào ngờ cô ta đáp trả, ở đây ít đàn ông lắm, hơn 1 triệu người mà có chưa đến 100.000 người đàn ông. Ngô Bình sửng sốt, gì cơ? Chưa đầy 100.000 người đàn ông. Cô ta thở dài, đám đàn ông gần như đều chết ở nơi khảo hạch, số người sống sót quay về cực kỳ ít ỏi. Mà những người đàn ông còn lại đều rất yếu, đến tư cách vào nơi khảo hạch còn chẳng có. Nói đến đây, cô ta nhìn Ngô Bình chằm chằm, trước khi anh vào nơi khảo hạch, có thể để lại đời sau của anh trong cơ thể tôi. Như thế thì dù anh chết, tôi cũng có thể sinh một đứa con ưu tú cho anh. Ngô Bình chẳng biết phải nói sao.
Anh vứt cô ta xuống rồi bảo, một, tôi không muốn sinh con với cô. Hai, tôi cũng sẽ không chết ở nơi khảo hạch. Người phụ nữ ấy nhìn anh cười, tên đàn ông nào cũng nói thế khi bước vào nơi khảo hạch, nhưng sau cùng chẳng có lấy một người sống sót trở về. Cô ta nói tiếp, tôi tên Hỏa Chu. Ngô Bình bảo, Hỏa Chu, cô không đánh lại tôi, nên đừng có ý đồ gì với tôi nữa. Hỏa Chu cười bảo, tôi không tin anh lại không động lòng với người phụ nữ xinh đẹp như tôi. Dứt lời, cô ta bèn múa một điệu gợi cảm trước mặt anh. Trong điệu múa ấy có rất nhiều động tác cường điệu quyến rũ người khác, cơ thể cô ta uốn lượn như rắn vậy. Ngô Bình không thể không thừa nhận cô ta múa rất đẹp. Anh quyết đoán lấy điện thoại ra rồi quay lại, về nhà mà đăng video lên mạng, chắc chắn sẽ nổi lắm. Hỏa Chu nhảy xong, thấy Ngô Bình chỉ nhìn điện thoại liền bực dọc nói, này, anh có phải là đàn ông hay không? Ngô Bình cất điện thoại vào rồi bảo, bà chị à, đừng ồn ào nữa. Dù các cô thiếu đàn ông thì tôi cũng không tùy tiện theo cô được. Rồi anh cười bảo, có điều mọi người có thể kết bạn với nhau. Tôi tên Trương Tiểu Bình. Hỏa Chu bật cười, kết bạn, cũng được đấy, hay là hai người đến trại của chúng tôi chơi vài hôm đi. Dù gì cũng còn ba ngày, anh phải tìm nơi tu luyện, bèn gật đầu, được. Làm phiền cô. Lâm Bích Giao thầm nói, anh không sợ họ ăn sạch anh không chừa một mẩu xương à. Ngô Bình đáp, cô nghĩ bậy gì đấy. Hai người theo đám Hỏa Chu đến trại. Trong trại toàn là nhà gỗ, xây nối liền nhau. Đúng như lời Hỏa Chu, trại này rộng lớn đến vậy mà chỉ có vỏn vẹn 700-800 người đàn ông trong tổng dân số hơn 10.000 người. 700-800 người này phần lớn là người già bệnh tật và trẻ em, chỉ có hơn 100 người đàn ông dùng được. Mà hơn 100 người này hoặc gầy trơ xương, hoặc béo như lợn, chẳng dùng được mấy. So sánh xong, Hỏa Chu lại nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt nhiệt tình hơn. Cô ta hỏi, người đẹp, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Ngô Bình bảo, thế khảo hạch này khó lắm nhỉ? Hỏa Chu cảm thán, đâu chỉ khó, mà phải gọi là hoàn toàn không có hy vọng. Ngô Bình hỏi, cuộc sống của các cô ở đây ra sao? Tôi là thủ lĩnh của trại này, chỉ có hơn 10.000 người, là một bộ lạc có quy mô khá lớn. Đi sâu vào trong sẽ có một tòa thành nữ đế, trong thành có một vị nữ đế, ở đó có trật tự hơn. Nếu so sánh thì ngoài này tranh giành và giết chóc khắp nơi. Ngô Bình hỏi, ở đây tài nguyên phong phú, có gì phải tranh giành? Giành đàn ông, Hỏa Chu đáp, ở đâu có đàn ông cường tráng trẻ trung thì các bộ lạc khác sẽ đến tranh đoạt. Người như anh thì ngay cả nữ đế cũng phải động lòng. Ngô Bình hào hứng hỏi, trong thành nữ đế có bao nhiêu người? 500-600.000 người, Hỏa Chu trả lời, ở đó nhiều đàn ông nhất, phẩm chất cũng cao nhất. Nhưng chắc chắn bọn họ không sánh bằng anh. Ngô Bình hỏi, người có tu vi cao nhất ở đây là nữ đế. Hỏa Chu gật đầu, nữ đế đã là hư tiên. Nếu không phải vì phụ nữ không thể tham gia khảo hạch thì chắc hẳn cô ấy đã thành công rồi. Ngô Bình bảo, nói thế, cô ấy là thiên tài tu hành nhỉ? Hỏa Chu đáp, dĩ nhiên. Cô ta sực nhớ ra gì đó, ba ngày sau, thi giới mở cửa. Đừng nói là anh sẽ đi nhé. Ngô Bình trả lời, sẽ đi. Tôi tuyệt đối không thể bị giam ở đây, phải vượt qua khảo hạch. Hỏa Chu thở dài, tôi khuyên anh nên bỏ cuộc đi. Không ai có thể thành công cả. Ngô Bình đáp nhẹ, tôi có thể. Hỏa Chu nhìn anh, bĩu môi nói, rốt cuộc anh lấy tự tin ở đâu ra thế? Ngô Bình bảo, cô không tin, tôi cho cô xem nhé. Dứt lời, anh phóng nguyên thần ra. Nguyên thần bay lên cao, cao đến vạn trượng, ánh sao lấp lánh xung quanh, hiên ngang tráng lệ, khí thế vô song, khiến tất cả đều muốn quỳ xuống. Hỏa Chu cả kinh, cả cơ thể cô ta đều nằm dạp xuống đất, kinh ngạc hô lên, nguyên thần to quá. Ngô Bình thu nguyên thần lại rồi nói, tôi đã đạt đến cảnh giới đế ở nhân tiên, sánh vai với tam hoàng ngũ đế. Tôi không tin mình không vượt qua được khảo hạch. Hỏa Chu chấn động vô cùng, ý định chiếm giữ Ngô Bình lập tức tiêu tan. Cô ta cung kính nói, hóa ra anh đây là nhân hoàng. Họ đang trò chuyện thì một luồng sáng tím từ trên trời bay đến và đáp xuống khoảng không trước căn nhà. Đó là một người phụ nữ mặc váy tím với dung mạo tuyệt trần, đẹp hơn Hỏa Chu gấp trăm lần, khí chất thì hơn đứt cô ta. Người phụ nữ đi chân trần, sau lưng có một chiếc nhẫn thần bay lơ lửng, khí tức không kém cạnh nguyên thần của Ngô Bình. Nhìn thấy cô ấy, Hỏa Chu thất kinh, vội quỳ xuống, kính chào nữ đế.
Cô ấy phất lờ hỏa chu, vừa nhìn Ngô Bình chằm chằm vừa hỏi, vừa rồi chính anh đã giải phóng nguyên thần. Ngô Bình đứng đó trả lời, đúng thế, cô là nữ đế. Cô ấy khẽ gật đầu, tôi là Linh Hy, chào anh. Ngô Bình bảo, nghe danh đã lâu, nữ đế, cô là thiên tiên mà cũng không thể rời khỏi đây à? Cô ấy lắc đầu, sau chân tiên mới có thể phá vỡ tường chắn. Có điều, người vượt qua khảo hạch sẽ có thể đưa một nhóm người rời đi cùng. Ngô Bình hỏi, ồ, được đưa người đi nữa sao? Nữ đế Linh Hy đáp, anh có tư chất tuyệt thế, chắc chắn sẽ vượt qua khảo hạch. Tôi có một lời thỉnh cầu hơi quá đáng, ấy là mong anh có thể đưa chúng tôi rời khỏi nơi này. Ngô Bình hỏi, vượt qua khảo hạch, tôi có thể đưa bao nhiêu người đi theo? Tối đa 10 người, Linh Hy trả lời, nếu anh đồng ý, chúng tôi bằng lòng ở bên cạnh hầu hạ anh đến khi anh trở thành chân tiên. Ngô Bình chớp mắt nói, ý cô là, trước khi trở thành chân tiên, các cô sẽ theo tôi. Nữ đế Linh Hy đáp, đúng vậy. Ngô Bình bật cười, tốt quá. Nữ đế Linh Hy nói, mời anh theo tôi đến thành nữ đế, tôi nhất định sẽ tiếp đãi thịnh tình. Anh gật đầu, cũng được. Hỏa chu bỗng quỳ xuống đất, thưa nữ đế, có thể đưa tôi rời đi được không? Nữ đế nhìn sang Ngô Bình, chuyện này do anh ấy quyết định. Ngô Bình nhìn Hỏa Chu, cười hỏi, cô còn muốn ngủ với tôi không? Hỏa Chu rất xấu hổ, vội đáp, không dám nữa. Ngô Bình bảo, được, đến lúc ấy, cô cũng đi theo nhé. Thế là anh dẫn theo Lâm Bích Giao đến thành nữ đế cùng nữ đế Linh Hy. Thành nữ đế được xây khá đẹp, gần như không khác biệt gì so với thành thị trong địa tiên giới, chẳng qua hơi ít người. Dọc đường Ngô Bình rất hiếm khi nhìn thấy đàn ông. Đi ngoài đường lớn đa số là phụ nữ. Thi thoảng có một, hai người đàn ông thì toàn là người già hoặc trẻ con. Đến một cung điện trong thành nữ đế, Ngô Bình được mời vào đại sảnh. Nữ đế Linh Hy vẫy tay một cái, thế là có biết bao cô nàng xinh đẹp như hoa bước ra rồi đàn ca hát múa. Tất cả vũ công, nhạc sư, ca nữ đều thuộc hàng đỉnh cấp, so với những người mà Ngô Bình từng thấy trước đây thì tuyệt hơn gấp trăm lần, hoàn toàn không cùng một trình độ. Ăn món ngon rồi uống rượu ngon, Ngô Bình hỏi, Linh Hy, chỉ đưa được 10 người đi thì đáng tiếc cho các nhạc sư, ca nữ này quá. Ra bên ngoài mới có thể thể hiện phong thái tuyệt thế của họ. Nữ đế cười bảo, nếu anh đạt thành tích cao nhất trong khảo hạch thì sẽ được đưa đi tối đa 1.000 người. Đồng thời anh còn nhận được phần thưởng cao nhất của khảo hạch. Ngô Bình hỏi, ý cô là cao hơn thành tích của tất cả những người tham gia trong lịch sử. Nữ đế đáp, đúng thế. Phần thưởng cao nhất đến từ chúc phúc của Hạo Thiên Thượng Đế, trong lịch sử chỉ có hai người từng nhận được chúc phúc của Hạo Thiên thôi. Ngô Bình cười nói, tốt lắm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ban ngày chỉ toàn uống rượu, nghe hát xem múa. Đến tối, Ngô Bình mới tìm một góc thanh vắng để tu luyện. Phương pháp hít thở bản mới của anh thuộc bậc thiên cấp 7 theo tiêu chuẩn của Hỗn Thiên Nghi, là công pháp tầng thần thoại. Công pháp này có thể tu luyện trực tiếp từ nguyên thần. Nguyên thần của Ngô Bình đang hít thở, mỗi một nhịp hít vào thở ra, non nước đều rung chuyển, nguyên thần của anh cũng không ngừng mạnh lên. Kinh cực thần của anh vẫn chưa thể hình thành hình dạng của đế. Muốn có nguyên thần đế, anh buộc phải cường hóa nguyên thần, thần biến nhanh nhất có thể. Bước tiếp theo chính là cảnh giới thần biến. Bước này cực kỳ quan trọng, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc đột phá thần biến, nguyên thần của anh còn rất nhiều không gian phát triển. Trong 3 ngày này, Ngô Bình đều chuyên tâm tu luyện, chẳng còn thưởng thức ca múa nữa. Tối ngày cuối cùng, Ngô Bình vẫn tu luyện, Linh Hy bỗng xin gặp mặt. Cô ấy mặc đồ vải sa, toát lên vẻ nữ tính. Khẽ cúi người chào, Linh Hy nói, thưa anh, xin hãy để Linh Hy hầu hạ anh đêm nay. Đương nhiên Ngô Bình hiểu được suy nghĩ của cô ấy, bèn hỏi, cô sợ tôi chết ở thi giới à? Linh Hy cười đáp, từ lúc tu luyện đến nay, cơ thể tôi vẫn luôn nguyên vẹn. Chỉ chờ một người đàn ông xứng đáng cho tôi dâng hiến. Anh chính là người đàn ông ấy. Ngô Bình nói, ngày mai phải đến thi giới, tôi muốn nghỉ ngơi và bảo toàn sức mạnh. Bị Ngô Bình từ chối, Linh Hy cũng không phiền lòng, chỉ cười bảo tôi có một bộ công pháp tên là Càn Khôn Nhị Khí Thần Công. Đây là công pháp đế phẩm, người tu luyện có thể trao đổi năng lượng với nhau. Tuy tôi là hư tiên nhưng tư chất cũng không tồi, chắc chắn vẫn giúp được anh. Ngô Bình động lòng. Vừa nghe đến Càn Khôn Nhị Khí Thần Công gì đấy đã thấy thú vị. Thế nên đêm đó, Linh Hy không rời đi.
Ngoài cung điện, Hỏa Chu nhìn thấy nữ đế Linh Hy đi vào rồi không trở ra nữa, không khỏi ngưỡng mộ, nữ đế thật hạnh phúc, có thể ngủ với người đàn ông như anh ấy. Sắc mặt Lâm Bích Giao rất khó coi, cô ấy hừ giọng, các cô quả thật không biết liêm sỉ là gì. Hỏa Chu nhìn cô ấy với vẻ mặt kỳ lạ, cô nói lạ, trời sinh ra nam nữ chẳng phải vì muốn họ ở bên nhau và sinh con cái sao? Lẽ nào cô không muốn sinh con? Lâm Bích Giao lười tranh cãi, quay người về phòng nghỉ ngơi. Hỏa Chu bĩu môi lẩm bẩm, ghen thì ghen đi, lại còn lý sự với mình. Khi Ngô Bình tỉnh dậy, Linh Hy đã rời đi. Anh cảm thấy nguyên thần và cơ thể mình có sự thay đổi rất lớn, trở nên hoàn hảo hơn. Hơn nữa, trong cơ thể anh còn có thêm một luồng năng lượng mà chỉ thiên tiên mới có. Năng lượng này sẽ tồn tại trong cơ thể anh một thời gian, tiếp tục hoàn thiện cơ thể và thần hồn anh. Ngô Bình vươn vai hỏi, Hạo Thiên Giới, cổng thi giới đã mở chưa? Giọng Hạo Thiên Giới vang lên, sắp mở, người có thể đi rồi. Theo chỉ dẫn của Hạo Thiên Giới, chẳng mấy chốc Ngô Bình đã đi đến trước một ngọn núi nhuốm vẻ chết chóc. Trong núi có một thi động, đứng cách xa mấy chục dặm vẫn cảm nhận được thi khí lạnh lẽo bên trong. Hạo Thiên Giới bảo, vào thi động, sẽ đến thẳng thi giới. Ngô Bình nhìn thi khí đen ngòm ở cửa động, không nói hai lời liền bước thẳng vào. Tiên y cửu bảo phát ra ánh sáng chín màu, ngăn cách thi thể bên ngoài. Đi được vài trăm mét trong sơn động, anh nhìn thấy một cánh cổng lớn. Cổng đã mở, bên trong có thi khí màu đỏ. Bước qua cánh cổng, thi khí đỏ vừa chạm vào tiên y liền phát ra tiếng xèo xèo, khói đen bốc lên, hiển nhiên có tính ăn mòn rất mạnh. Anh sửng sốt hỏi, Hạo Thiên Giới, thi khí độc như vậy, tu sĩ bình thường vào đây chắc không kiên trì được bao lâu nhỉ? Hạo Thiên Giới đáp, đúng thế, đa số người mới vào đây không lâu đã chết rồi. Ngô Bình giật mình, anh đột ngột cởi tiên y cửu bảo ra, thi khí tiếp xúc trực tiếp vào da anh, lập tức bị ngăn cách bởi một lớp tiên cương hộ thân. Thanh Đế Kinh từng cho rằng vạn vật trên đời đều giống nhau về bản chất. Thi khí này là khí độc đối với người, nhưng lại là dưỡng chất đối với thi tu, giống như linh khí trong mắt tu sĩ loài người. Thi giới không chỉ có một loại thi khí nhỉ, anh hỏi tiếp. Hạo Thiên Giới đáp, thi khí ở thi giới gồm thi khí hắc sát, thi khí xích minh, thi khích tử linh, thi khí huyền kim. Trong đó, thi khí huyền kim mạnh nhất, thi khí hắc sát yếu nhất. Loại màu đỏ này là thi khí xích minh, còn thứ mà ngươi nhìn thấy trong thi động là thi khí hắc sát. Lúc này, thi khí phía trước bỗng tuôn trào, một bàn tay to lớn tiểu tụy vươn ra định móc tim Ngô Bình, đầu ngón tay có thi cương đang chấn động hệt như kiếm khí, phát ra tiếng xì xì. Ngô Bình vung chân đạp gãy bàn tay to ấy, sau đó dùng một cú đấm khiến cương thi ở đối diện vỡ thành từng mảnh. Cương thi nổ tung, thi khí cuồn cuộn lao ra, hòa vào trong thi khí. Có thể nhận ra, cương thi này có sinh mệnh vì nó có thi khí xích minh. Nhìn thi khí cuộn trào, anh giật mình, bèn lấy ra một cái cây nhỏ trông như viên bạch ngọc. Đây là cây báu ngọc thanh mà lúc trước anh đã lấy cùng Thanh Đế Đan Kinh. Cây báu ngọc thanh còn có tên gọi khác là cây thi thần. Cây này có thể hút chất dinh dưỡng từ thi thể rồi chuyển hóa thành quả thần ngọc thanh. Theo các ghi chép có liên quan trong Thanh Đế Đan Kinh, cây này được các vị có năng lực tuyệt thế tạo ra. Quả thần ngọc thanh của nó có thể tăng cường phách lực, giúp thần hồn và cơ thể mạnh lên. Cây nhỏ vừa được lấy ra đã cắm rễ trên mặt đất, cành lá đong đưa, xung quanh hình thành vô số vòng xoáy nhỏ. Thi khí xích minh thi nhau bay vào vòng xoáy ấy, bị cây báu ngọc thanh hấp thụ. Cây báu sinh trưởng rất nhanh, càng ngày càng cao, mọc thêm cành lá. Chẳng bao lâu sau, trong phạm vi trăm dặm không còn thi khí nữa, cây báu ngọc thanh cũng cao đến hơn 2 mét. Vài giờ trôi qua, một quả to bằng quả hạch đào đã được kết thành và dần chín, trở thành quả thần màu đỏ rực. Ngô Bình hái quả xuống rồi nuốt vào bụng. Ngay lập tức, anh cảm thấy nguyên thần mạnh lên hơn gấp đôi. Cùng lúc ấy, cơ thể anh cũng mạnh lên, quả thần ngọc thanh đã cường hóa thể phách của anh. Con người có ba hồn bảy phách, hồn là âm, phách là dương, hồn ẩn trong thần, phách ở trong hình. Vậy nên mới nói là thần hồn, thể phách. Thể phách lớn mạnh, cơ thể và thần hồn sẽ lớn mạnh theo. Thêm nhiều năng lượng bị kiếm thai hấp thụ. Vốn dĩ kiếm hoàn trong kiếm thai muốn thành hình phải cần trải qua thời gian hơn nửa năm. Nhưng nhờ sự nuôi dưỡng của sức mạnh quả thần Ngọc Thanh, kiếm hoàn đã được ngưng tụ sớm. Ngô Bình cũng hồi phục tinh thần, cười ha ha, khiêng cây báu lên rồi đi tiếp. Đi thêm một quãng nữa,
anh thấy phía trước có thi khí màu tím, lập tức rảo nhanh đến đó. Tiến vào khu vực của thi khí màu tím, Ngô Bình phát hiện thi khí này một khi tiếp cận anh đều sẽ bị thể phách lớn mạnh của anh ép ra xa mấy mét. Anh đặt cây báu xuống, tiếp tục hấp thụ thi khí tử linh. Dĩ nhiên, khi xung quanh xuất hiện thêm cương thi mạnh, Ngô Bình lại tiếp tục giết chết. Sau khi những cương thi này bị tiêu diệt sẽ giải phóng một lượng lớn thi khí tử linh. Khi cây báu ngọc thanh cao hơn 3 mét, nó đã nở hoa lần thứ hai. Lần này, nó ra hoa màu tím. Ngô Bình biết quả thần ngọc thanh cao cấp hơn đã sắp mọc. Anh nuốt một nắm viên sinh mệnh đan vào rồi tiếp tục chém chết cương thi. Quả màu tím mọc ra, to dần lên. Đúng lúc này, một cương thi khổng lồ với rất nhiều tay và chân đang sải bước tiến đến. Cương thi này cao mười mấy mét, cơ thể của nó được tạo thành từ vô số cương thi, thi khí màu tím cuộn trào quanh thân mình, đôi mắt phun ra hai ngọn lửa tím. Hạo Thiên Giới nhắc nhở, đây là thi vương tử linh, người phải cẩn thận. Đôi mắt Ngô Bình sáng lên, đến đúng lúc lắm. Anh phóng ánh kiếm ra, chém về phía thi vương. Có một lớp thi cương màu tím trên bề mặt cơ thể thi vương. Ánh kiếm chém lên trên nhưng lại bị bắn ra. Phòng ngự mạnh thật, anh kinh ngạc, lập tức điều động kiếm hoàn vừa thành hình trong kiếm thai, nghiêm giọng quát, chết đi. Ánh kiếm rực rỡ với sát khí kinh thiên động địa, vừa xuất hiện đã khiến cả thi giới run rẩy. Xì. Ánh kiếm chém xuống, thi cương của thi vương liền bị phá vỡ, đứt thành nhiều mảnh. Vô số thi khí tử linh xông ra đều bị hút vào cây báu ngọc thanh. Quả thần màu tím trưởng thành rất nhanh, to bằng quả táo. Ngô Bình hái quả xuống rồi lập tức nuốt nó vào, tiếp tục ôn dưỡng kiếm hoàn. Quả thần ngọc thanh màu tím có năng lượng cao cấp hơn. Nguyên thần của Ngô Bình lại lớn mạnh, thể phách tăng trưởng đáng kể. Kiếm hoàn cũng nhanh chóng ổn định. Quả thần ngọc thanh đúng là phi thường, có kiếm hoàn, giờ mình đã bước vào tầng 5 của Thiên Cực Kiếm Kinh. Có thể xưng là kiếm tiên rồi. Ở tầng 5, điều Ngô Bình cần làm là rèn kiếm phách. Có kiếm phách sẽ có thể hợp nhất kiếm hồn và kiếm thai. Như thế, ánh kiếm của Ngô Bình mới thực sự đáng sợ. Một số thần thông, pháp thuật đều có thể thi triển thông qua ánh kiếm, từ đó uy lực tăng mạnh. Một lúc sau, quả thần ngọc thanh màu tím thứ hai đã chín, anh lại nuốt vào. Phách lực dư thừa đổ vào trong kiếm thai. Ngô Bình thi triển bí pháp, giúp phách lực và kiếm thai dung hợp, từ từ hình thành kiếm phách. Kiếm phách này tương đương với vỏ kiếm. Nó là nơi nương náu của kiếm hoàn, không chỉ ôn dưỡng lưỡi kiếm mà còn giúp kiếm ý mạnh lên. Kiếm phách vừa xuất hiện, kiếm hoàn liền bay vào trong như trẻ con tìm được mẹ, lập tức yên lặng hẳn. Giây tiếp theo, nguyên thần chứa kiếm hồn cũng tiến vào trong kiếm phách. Trải qua một loạt thay đổi phức tạp, kiếm hoàn và kiếm hồn trong nguyên thần đã hợp thành một. Đi. Anh há miệng nói, một ánh kiếm đáng sợ lập tức bay đi hàng chục nghìn dặm nhanh như chớp. Giây tiếp theo, ánh kiếm đã quay lại, trở về kiếm phách. Khi kiếm hoàn quay lại, kiếm hồn cũng trở về nguyên thần. Chỉ khi anh sử dụng kiếm hoàn, kiếm hồn trong nguyên thần mới dung hợp với kiếm hoàn. Nếu gặp tình huống nguy hiểm, Ngô Bình thậm chí có thể dung hợp nguyên thần và kiếm hoàn để tung ra đòn chí mạng với kẻ địch. Rèn thành kiếm phách, Ngô Bình tiện đà tu luyện tầng 6. Tầng 7 của Thiên Địa Kiếm Quyết. Trong đó, tầng 6 là rèn kiếm phủ. Ngô Bình đã có kiếm phách, vì thế không cần kiếm phủ nữa. Anh có thể vào thẳng tầng 6 của Thiên Địa Kiếm Quyết. Tầng 7 của Thiên Địa Kiếm Quyết là nguyên thần kiếm đạo. Ngô Bình cũng không cần bước này. Nguyên thần của anh có thể hợp nhất với kiếm hoàn bất cứ lúc nào. Nguyên thần kiếm đạo của Thiên Địa Kiếm Quyết là kết quả sau khi xóa giảm quá trình tu luyện kiếm hoàn. Vì không có kiếm hoàn, chỉ có thể để ánh sáng kiếm và nguyên thần hợp nhất, tạo ra cái gọi là nguyên thần kiếm đạo. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi tu luyện tầng 8 của Thiên Địa Kiếm Quyết, thần thông kiếm đạo. Ải này khá khó, trong Thiên Cực Kiếm Kinh có rất nhiều thần thông kiếm đạo, Ngô Bình có thể chọn tu luyện bất kỳ loại nào. Còn Thiên Địa Kiếm Quyết thì cần tự lĩnh hội thần thông kiếm đạo, nên tu luyện một loại thần thông thôi đã là chuyện rất khó. Ở Thiên Địa Kiếm Tông, một người có trên 3 loại thần thông kiếm đạo đã được xem là thiên tài. Ngô Bình nghĩ ngợi chốc lát rồi bắt đầu luyện một thần thông kiếm đạo trong Thiên Cực Kiếm Kinh, tên là Kinh Vĩ Thiên Địa. Đây là một thần thông kiếm đạo cực kỳ mạnh và có độ khó rất cao, xếp thứ 5 trong các thần thông, thuộc thần thông siêu hạng nhất. So ra, lấy Thiên Địa Kiếm Quyết làm nền tảng, thần thông tự lĩnh hội cao lắm cũng chỉ là thần thông hạng 3. Thần thông của đa số người còn không được xếp hạng.
Tiếp theo, anh bắt đầu ngưng luyện cấm chế thần thông trong ngọc bàn, tốc độ không hề chậm. Thần thông này có 12 tầng biến đổi. Hiện anh chỉ có thể ngưng luyện tầng biến đổi đầu tiên tương ứng với một tầng cấm chế. Vừa bắt đầu ngưng luyện cấm chế, phía trước đã ập đến thi khí màu vàng. Ngô Bình kinh ngạc, bèn dừng tu luyện, nhìn chằm chằm phía trước. Hàng trăm cương thi với thi khí huyền kim lao về phía anh. Những cương thi này rõ ràng rất mạnh, ngoại hình gần như không khác loài người là bao, cử động linh hoạt, ngay cả quần áo cũng sáng sủa sạch sẽ. Trong thi thể chúng, toàn bộ đều ngưng kết thi đan. Thi đan này có thể điều động pháp thuật, thần thông thi đạo, uy lực cực mạnh. Xì. Kiếm khí tung hoành, cương thi lần lượt bị chém chết, thêm nhiều thi khí huyền kim bị cây báu ngọc thanh hấp thụ. Chẳng mấy chốc, cây báu đã mọc quả thần ngọc thanh màu vàng. Khi cương thi cuối cùng bị giết, Ngô Bình hái quả thần màu vàng xuống rồi nuốt vào bụng. Lúc này, một cương thi quái vật xuất hiện. Nó có 8 chân, 6 tay, đi như bay, trong mỗi tay đều có thủ ấn. Hạo Thiên Giới nói, đây là thi vương huyền kim, cẩn thận. Thể lực tức tốc phục hồi, Ngô Bình lạnh lùng hừ giọng, vẫy tay một cái, ánh kiếm dập trời chém về phía trước. Thi vương gầm lên, 6 tấm khiên thi khí khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt, chặn ánh kiếm lại. Nhưng ánh kiếm của Ngô Bình quá mạnh, đòn này đã khiến 2 tấm khiên bị nứt. Anh lạnh giọng, cũng giỏi đỡ đòn đấy, để ta xem ngươi chống cự được bao lâu. Phá ra. Lần này, anh đã bổ trợ thêm phá thiên quyết, chém một kiếm phá thiên. Ầm. 6 tấm khiên thi khí đồng loạt nổ tung, thi vương bị nổ tan tành, một viên thi đan khổng lồ bay ra, bên trên chi chít phù văn. Nó rất kiên cố, kiếm phá thiên cũng không làm vỡ được nó. Ánh kiếm bao bọc thi đan, rơi vào tay anh. Anh nhìn viên thi đan, phát hiện kết cấu trong thi đan rất kỳ diệu. Bên trong có động thiên. Thế là anh ném thi đan vào dưới cây báu. Ngay khi rễ cây báu di chuyển, thi đan liền vỡ vụn, thi khí được giải phóng ra đều bị nó hấp thụ. Cây báu ngọc thanh lại mọc quả thần màu vàng, Ngô Bình hái nó xuống, tiếp tục đi vào sâu thi giới. Càng đi tiếp, anh càng cảm nhận được uy lực áp chế từ thi hoàng. Không lâu sau, anh thấy một ngọn núi thi thể được hình thành từ hài cốt chất đống. Núi cao mấy nghìn mét, được hợp thành từng những thi thể. Điều khiến người ta kinh ngạc là mỗi thi thể đều cử động được, còn đảo mắt, nhìn chằm chằm vào người mới đến, Ngô Bình. Ngồi trên đỉnh núi là một người đàn ông có dung mạo rất đẹp, mặc áo trắng với mái tóc trắng. Người này nhắm mắt, không động đậy. Ngô Bình thở dài, bèn hỏi, Hạo Thiên Giới, đây chính là thi hoàng à? Hạo Thiên Giới đáp đúng, đó chính là thi hoàng. Ngô Bình hỏi, năng lực của thi hoàng e là ở cấp thần tiên. Làm sao ta đấu lại? Hạo Thiên Giới nói, không nhất định phải ra tay, người trộm thi phách là được. Ngô Bình muốn mắng người, trộm đồ ngay trước mặt cao thủ thế này là chuyện bất khả thi. Thế là anh hắng giọng rồi nói, chào thi hoàng. Ngô Bình vừa lên tiếng, người đàn ông điển trai kia đã mở mắt ra. Người đó có mắt vàng, không có đồng tử, uy lực đáng sợ khiến Ngô Bình run rẩy, suýt nữa không đứng vững. Có thể đi đến trước mặt ta. Cậu rất mạnh, thi hoàng cất lời, không ngờ giọng nói rất êm tai. Ngô Bình đảo mắt rồi hỏi, thi hoàng, ông có thể rời khỏi thi giới không? Thi hoàng đáp nhẹ, thi giới bị Hạo Thiên Môn phong ấn tại đây. Dĩ nhiên ta không thể rời đi. Ngô Bình làm ra vẻ mặt đáng tiếc, thế thì bất hạnh quá. Ông bị nhốt ở đây, chắc hẳn nhiều năm rồi tu vi không hề tăng lên nhỉ. Thi hoàng nhìn anh chăm chăm, cậu muốn nói gì? Ngô Bình đáp, ở đây có quy tắc, nếu tôi vượt qua khảo hạch, có thể đưa vài người rời đi. Nếu ông hợp tác với tôi có thể đưa ông đi cùng. Thi hoàng hỏi lại, đưa ta đi. Ngô Bình bảo, đúng thế. Rồi anh hỏi Hạo Thiên Giới, ta được làm như vậy đúng không? Hạo Thiên Giới đáp, được, chỉ cần vượt qua khảo hạch, người có thể đưa bất cứ sinh vật hoặc món đồ nào rời đi, bao gồm cả thi hoàng. Ngô Bình nói, thi hoàng. Hạo Thiên Giới bảo rằng tôi có thể đưa ông đi. Thi Hoàng im lặng vài giây rồi hỏi lại, ta có thể đưa Thi Giới đi không? Ngô Bình bèn hỏi Hạo Thiên Giới, được chứ? Hạo Thiên Giới trả lời, nếu người đạt thành tích cao nhất, dĩ nhiên là được. Ngô Bình hỏi, thành tích của nhiệm vụ Thi Giới được tính thế nào? Hạo Thiên Giới đáp, mỗi một cương thi người giết đều sẽ được cộng điểm.
lấy được thiên phách sẽ được cộng điểm nhiều nhất. Ngô Bình hỏi tiếp, nghĩa là chỉ cần không chết, dù không lấy được thiên phách cũng có thành tích. Đúng, Hạo Thiên Giới nói, giành được hơn 10.000 điểm là qua ải. Lấy được thiên phách sẽ trực tiếp nhận được 1 triệu điểm. Ngô Bình gật đầu, hỏi Thi Hoàng, sao, Thi Hoàng đồng ý hợp tác với tôi không? Thi Hoàng suy nghĩ hồi lâu mới đáp, cược một ván. Cậu lấy thiên phách châu này đi. Dứt lời, Thi Hoàng vẫy tay, một viên châu màu xanh vàng to bằng quả hạch đào bay về phía Ngô Bình. Anh cầm viên châu lên ngắm nghía, cười hỏi, đây chính là thiên phách à? Thi Hoàng đáp, đã được ta luyện thành thiên phách châu, giá trị cao hơn thiên phách bình thường gấp 10 lần. Ngô Bình mừng rỡ, xin Thi Hoàng yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp ông tự do. Lấy được thiên phách châu, Ngô Bình rời khỏi thi giới. Anh hỏi Hạo Thiên Giới, nhiệm vụ thứ nhất kết thúc rồi, ta được bao nhiêu điểm? Hạo Thiên Giới đáp, 1.240.000 điểm. Điểm cao nhất trong lịch sử cũng chỉ có 1.070.000 điểm. Ngô Bình hỏi, nói thế, ta đang giữ số điểm cao nhất. Hạo Thiên Giới trả lời, đúng vậy. Tiếp theo ngươi phải thực hiện nhiệm vụ thứ hai, tiến vào, lò thần Hạo Thiên. Ngươi kiên trì càng lâu, điểm đạt được càng cao. Kiên trì hơn một khắc xem như vượt qua và nhận được 10.000 điểm, và thưởng thêm 100 điểm cho mỗi nhịp thở sau đó. Ngô Bình hỏi, lò thần Hạo Thiên là gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.